Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 172. Thiên Uyên, Thiên Uyên quỷ chủ, nghe được hai chữ này, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc nhìn xem Hướng Nhất Phẩm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn quanh thân, hiện lên một tầng hắc sắc vầng sáng. Xa xa nhìn tới, tựa như một tôn tuyệt thế ma vương ẩn núp trong đó, thấy không rõ đội hình. Ai cũng không ngờ tới, quỷ khốc lĩnh chủ nhân Thiên Uyên quỷ chủ, vậy mà lại tự mình giáng lâm cái này địa phương nhỏ. Mặc dù chỉ là hình chiếu ở Hướng Nhất Phẩm trên người, có thể cỗ kiệu uy thế tuyệt thế lại không là giả. Tiêu Phàm còn chưa bao giờ được chứng kiến chân chính thánh tôn cảnh cường giả, trước mắt Thiên Uyên quỷ chủ chính là cái thứ nhất, cái này kinh khủng hung uy, thật sâu in vào Tiêu Phàm trong đầu. Dù cho hắn hiện tại linh hồn chi lực đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, nhưng tại Thiên Uyên quỷ chủ cái kia khí thế đáng sợ trước mặt, Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ tràn đầy bất đắc dĩ. Đây chính là thánh tôn cảnh thực lực sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt. Hắn đột nhiên minh bạch Bác lão dụng ý, nhưng hắn đột phá thánh đế cảnh tiến vào cửu u địa ngục, chính là muốn cho hắn ở trong này lấy được một chút lịch luyện. Nơi này thánh đế cảnh như mây, thánh tôn cảnh mặc dù 10 điểm thưa thớt, nhưng từng cái cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, khống chế nhất phương cự phách. Nếu như hắn có thể đủ ở cửu u địa ngục sống sót, vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể có được rõ ràng tăng lên. Bốn cái này phế vật, vậy mà không giết chết ngươi. Thiên Uyên quỷ chủ thanh âm tiếp tục vang lên, đám người tựa như thấy được cặp mắt, lạnh lùng quét hắc hổ quỷ vương mà thôi. Mặc dù chỉ là một cái, nhưng cái nhìn này lại là để hắc hổ quỷ vương toàn thân run một cái, hắn biết rõ, bản thân trở về không được. Bất quá, hắc hổ quỷ vương vẫn là giải thích nói, quỷ chủ, thuộc hạ có tội, nhưng nếu không phải tiểu tử kia quấy rối, chúng ta đã giết Thanh Huyền lâu chủ. Bản quỷ chủ không thích nhất chính là trốn tránh trách nhiệm. Thiên Uyên quỷ chủ lạnh lùng quét hắc hổ quỷ vương một cái. Hắc hổ quỷ vương không dám nhiều lời, chỉ có thể ngậm miệng lại, hắn biết rõ Thiên Uyên quỷ chủ làm người, chính mình nói lại nhiều đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ không giết chết được ta, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi, lần sau, là tử kỳ của ngươi. Thanh Huyền lâu chủ con ngươi phát lạnh, sát cơ nở rộ mà ra. Nói xong, Thanh Huyền lâu chủ đột nhiên một chỉ điểm ra, chỉ thấy một đạo chớp lóe trong nháy mắt xuyên thủng Hướng Nhất Phẩm mi tâm. Hướng Nhất Phẩm cả người hướng về ngã xuống đi, trên người hắn ký thác sợi kia Thiên Uyên quỷ chủ tàn niệm, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Huyền lâu chủ, hắn không nghĩ tới, Thanh Huyền lâu chủ vậy mà sát phạt như thế quyết đoán, liền thánh tôn cảnh cường giả đều không để ở trong mắt. Thanh Huyền lâu chủ, Diêm La, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi vạn ma quỷ lĩnh, Thiên Uyên quỷ chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này, vô cửu quỷ vương chủ động mở miệng nói. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ cái gì sợ ý tứ, ngược lại là tò mò nhìn Thanh Huyền lâu chủ. Thanh Huyền lâu chủ nhàn nhạt lắc đầu, nói yên tâm đi, Thiên Uyên quỷ chủ bây giờ còn ra không được. Ra không được, Tiêu Phàm cùng vô cửu quỷ vương đồng thời nghi hoặc hỏi. Thanh Huyền lâu chủ gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói, mấy năm trước, ta từng tận mắt nhìn đến hắn cùng với Nhân Vương Thành chi chủ Nhân Vương Thiên Diện một trận chiến, hiện tại đoán chừng còn đang dưỡng thương đây. Thanh Huyền lâu chủ cũng không có nói cặn kẽ, bất quá Tiêu Phàm cùng vô cửu quỷ vương trong lòng lại là cực kỳ chấn động. Thiên Uyên quỷ chủ cùng Nhân Vương Thiên Diện chiến đấu qua, hơn nữa còn lưỡng bại câu thương. Nếu như việc này bị mặt khác ba đại thế lực chi chủ biết rõ, đoán chừng đã sớm nhấc lên gió tanh mưa máu a. Khó trách Thiên Uyên quỷ chủ sợ ngươi tiết lộ, cho nên cố ý giết ngươi giữ bí mật. Vô cửu quỷ vương không có thuyết phục Thanh Huyền lâu chủ rời đi, hắn nhắc nhở một lần đã coi như là cho mặt mũi. Đạt tới Thanh Huyền lâu chủ dạng này cảnh giới, khẳng định không phải người ngu, bản thân tất nhiên có thể phân tích lợi hại được mất. Không, cái này là một cái trong số đó mà thôi. Thanh Huyền lâu chủ lắc đầu. 10 điểm chăm chú nhìn vô cửu quỷ vương nói, chắc hẳn ngươi biết cửu U Ma Cốc A. 100 vạn năm vừa hiện cửu U Ma Cốc lại muốn mở ra. Vô cửu quỷ vương con ngươi co rụt lại. Mấy tức về sau, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nói, ngươi bây giờ là bán bộ thánh tôn cảnh, khoảng cách thánh đế cảnh chỉ có cách xa một bước, Thiên Uyên quỷ vương là sợ ngươi đột phá thánh tôn cảnh, chiếm lấy hắn quỷ chủ vị trí. Là, cũng không phải. Thanh Huyền lâu chủ gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu.
Lão sư, Trương lão, cái gì cửu u ma cốc? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người nói, vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Hắn vừa tới cửu u địa ngục, tự nhiên không biết cái gì cửu u ma cốc, chỉ là hắn cũng có thể nghe được, cái này cửu u ma cốc, sợ là không đơn giản, lại có thể quan hệ đến một người phải chăng có thể đột phá thánh tôn cảnh. Bất quá, hắn trong lòng lại là nổi lên nói thầm, cái này cửu u ma cốc, không phải là cửu u ma chủ bản thân dở trò quỷ a. Vô cửu quỷ vương thở sâu, giải thích nói, người biết thánh đế cảnh cùng thánh tôn cảnh có gì khác biệt sao? Tiêu Phàm suy nghĩ lúc này, kết hợp mình ở tu la truyền thừa ở bên trong lấy được một chút tin tức, nói thánh đế cảnh, lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, luyện hóa thần lực vì nguyên lực, mệnh thạch lột xác thành thế giới chi tâm. Mà thánh tôn cảnh, lại là chân chính lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, hoặc có lẽ là nắm vững bản nguyên chi lực, còn có, chính là khí số phương diện có một ít biến hóa. Ngươi nói đúng, thánh tôn cảnh là đúng là nắm vững bản nguyên chi lực, nhưng ngươi có biết, chỉ có hai loại người có thể chân chính nắm vững bản nguyên chi lực. Vô cửu quỷ vương hít sâu một cái nói. Hai loại nào người? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Vô cửu quỷ vương chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, loại người thứ nhất, là có được nhục thân, lại ngưng luyện ra nguyên tuyền người, cửu u địa ngục người, là không thể nào có được thân thể, cho nên con đường này không làm được. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, chỉ có ngưng luyện ra nguyên tuyền, mới có thể đột phá thánh tôn cảnh lời giải thích. Kể từ đó, cái kia Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, chẳng phải là đều không thể đột phá thánh tôn cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm hết sức ngưng trọng, hắn giờ mới hiểu được, U Ma đã từng nói tới cơ duyên là cái gì. Cơ duyên kia cũng không phải là đột phá thánh đế cảnh, cũng không phải đơn giản cô đọng nguyên tuyền, mà là đột phá thánh tôn cảnh hy vọng. Chỉ có ngưng luyện ra nguyên tuyền, mới có đột phá thánh tôn cảnh khả năng. Vậy loại người thứ hai đây? Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn hy vọng có thể có bù đắp phương pháp, đến giải quyết Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đám người không có nguyên tuyền vấn đề. Loại người thứ hai, Vô Cửu Quỷ Vương đột nhiên nhìn về phía Thanh Huyền Lâu Chủ, nói chính là ngươi trước đó nói tới cùng khí số có quan hệ, kia liền là khí số viên mãn, sau đó khí số nhập thể, rèn đúc vô thượng kim thân, cũng hoặc là khí số thuế biến, chạm tới thiên số người. Thiên số, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hắn liền khí số đều không có hoàn toàn làm thấu, làm sao đột nhiên lại đến một cái thiên số, cái này số trời, lại là cái gì? Oanh long, đột nhiên, chân trời một tiếng nổ vang, cuồn cuộn lôi vân ngưng tụ ở đỉnh đầu của bọn hắn, tựa như tùy thời có thể hạ xuống tới, cuồng bạo uy áp, ép tới người ở chỗ này có chút không thở nổi. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thương khung, còn muốn hỏi thăm cái gì? Nhưng mà, Vô Cửu Quỷ Vương lại là chỉ thiên khung, nói ta biết người nghĩ hỏi thăm cái gì, nhưng, thiên số không thể nói. Thiên số, không thể nói. Ngắn ngủi năm chữ, lại mang cho Tiêu Phàm một loại cường đại lại cảm giác thần bí. Cấp độ này, còn xa xa không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc đạo, khi hắn đột phá thánh tôn cảnh, có lẽ có thể đụng chạm đến. Cũng coi như Tiêu Phàm chấn kinh thất thần thời khắc, Thanh Huyền Lâu Chủ bỗng nhẹ nhàng vung lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh bao phủ bọn họ, ngăn cách nội ngoại. Chân trời lôi điện chi lực có lẽ là đã mất đi mục tiêu, vậy mà chậm rãi tán đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hai chữ này, thực liền nói cũng không thể nói sao. Tiêu Phàm thở sâu, có chút không cam lòng nói, nếu như ngay cả nói cũng không thể nói, cái kia thánh đế cảnh, lại như thế nào chạm tới. Cho nên mới nói, có thể ở thánh đế cảnh tiếp xúc đến thiên số người, cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đột phá thánh tôn cảnh cơ bản không có bất kỳ chướng ngại nào, dù chỉ là linh hồn chi thể. Vô Cửu Quỷ Vương khổ sở lắc lắc đầu nói, cũng không có như vậy mơ hồ. Ngược lại là Thanh Huyền Lâu Chủ mỉm cười, nói cơ duyên đến, ngươi tự nhiên là sẽ tiếp xúc đến, hiện tại ta ngăn cách nội ngoại, ngươi có cái gì đều được hỏi thăm, có lẽ đối với ngươi tương lai tiếp xúc thiên số có trợ giúp. Thanh Huyền Lâu Chủ, ngươi sẽ không tin tưởng hắn có thể đủ chạm tới thiên số a. Vô Cửu Quỷ Vương kinh ngạc nhìn Thanh Huyền Lâu Chủ, ánh mắt lại tại Tiêu Phàm trên người bồi hồi. Thiên số là biết bao mờ mịt đồ vật, cho dù là chân chính thánh tôn cảnh, cũng một dạng tiếp xúc không đến, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng.
Thanh Huyền lâu chủ dựa vào cái gì nhận định Tiêu Phàm ở thánh đế cảnh liền có thể cảm xúc đến đây? Đây là ta một loại trực giác. Thanh Huyền lâu chủ thần sắc lạnh nhạt. Lão sư, cái này khí số cùng thiên số, khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm không khách khí, tất nhiên bây giờ là hỏi thăm cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, trực tiếp to gan hỏi lên. Khí số ở người, thiên số ở thiên. Thanh Huyền lâu chủ híp híp hai mắt, ánh mắt có chút mê ly, nói ra hắn tự thân một chút cảm thụ. Dừng một chút, hắn lại nói, người có tinh khí thần, khí số, chính là ba cái này loại đồ vật cùng bản thân mệnh khí kết hợp thể, khí số đã hết, là giải thích người tinh khí thần cùng mệnh khí đều biến mất hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Vô Cửu Quỷ Vương cũng 10 điểm nghiêm túc nghe, hắn mặc dù cũng có bản thân một chút ý nghĩ, có thể không trở ngại hắn nghe người khác kinh nghiệm. Cổ ngữ có nói, trời gây nghiệt còn khả vi, người tác nghiệt không thể sống, nói chính là thánh tôn cảnh phía trước đạo lý. Thanh Huyền lâu chủ thanh âm tiếp tục vang lên, ở thánh tôn cảnh trước đó, người chỉ tu luyện khí số càng nhiều, tinh khí thần cùng mệnh khí càng cường đại, tu sĩ thọ nguyên tự nhiên càng lâu dài. Lúc này, tu sĩ cá nhân cũng sẽ không nhận thiên địa chú ý, thiên địa cũng sẽ không cố ý đi quấy nhiễu một người, cho dù là đột phá đại cảnh giới hạ xuống thần lôi kiếp, cũng có người có thể trốn tránh sống sót. Nghe đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cả người đều rất giống sáng tỏ thông suốt một dạng. Xác thực như Thanh Huyền lâu chủ nói tới, những cái kia đại đế kiếp, thánh đế kiếp, không phải là trời gây nghiệt sao, vẫn như trước có tu sĩ có thể thành công độ kiếp, sống sót. Dù cho hắn Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân, trải qua kiếp nạn so người bình thường phải cường đại vô số lần, vẫn như trước có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu như tự gây nghiệt, đem tự thân khí số hao hết, cái kia cơ bản liền chỉ có đường chết một đầu. Một sát na này, Tiêu Phàm tựa như đối thiên số có cảm ngộ, chỉ là tựa như trong tay Lưu Sa, hắn càng nghĩ nắm chặt, Lưu Sa chạy mất càng nhanh. Chỉ khi nào đột phá thánh tôn cảnh, khí số sẽ từ từ đạt tới tự thân cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm, linh hồn chi thể không thể khí số nhập thể, rèn đúc vô thượng kim thân, muốn càng tiến một bước, trừ phi đánh vỡ khí số hàng rào, chạm tới thiên số. Thanh Huyền lâu chủ thật sâu nhìn lấy thiên khung nói. Đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khổ sở, thật đáng buồn chính là, khi thật sự chạm tới thiên số về sau, người mới phát hiện, đó cũng không phải mình muốn. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu. Vô Cửu Quỷ Vương lại là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nói, bởi vì, một khi chạm đến thiên số, cũng sẽ bị thiên địa chú ý, theo tu vi của ngươi tăng cường, bị thiên địa chú ý cũng càng nhiều, hành động khắp nơi đều sẽ bị hạn chế. Người đời sở dĩ tu luyện, không cũng là vì nắm vững bản thân vận mệnh, có được tự do sao, nhưng đến đầu đến, vẫn như cũ đã mất đi tự do. Chẳng lẽ thiên địa sẽ còn cố ý đi hủy đi một người sao? Tiêu Phàm buồn bực. Trên đời không phải có một loại thiên đố chi nhân sao, thiên địa làm sao không phải là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy hủy đi hắn? Vô Cửu Quỷ Vương hỏi ngược lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn chính mình là thiên đố chi nhân, đối cái này điểm thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Nói cách khác, làm người tu vi cường đại đến nhất định cấp độ, đã có uy hiếp phiến thiên địa này khả năng, thiên địa liền sẽ dốc hết toàn lực đi hủy đi nó. Tiêu Phàm nói ra ý nghĩ trong lòng. Không kém bao nhiêu đâu. Thanh Huyền lâu chủ cười nhìn lấy Tiêu Phàm, nói, người bây giờ còn nghĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn, đi tiếp xúc thiên số sao? Tiếp xúc thiên số, cũng sẽ bị thiên địa chú ý, thậm chí bị thiên địa hủy diệt, người sẽ còn nghĩ đến mạnh lên sao? Tiêu Phàm nội tâm cũng một lần lại một lần hỏi mình, thật lâu mới nói ra một đáp án, ta muốn trở nên mạnh hơn. A, Thanh Huyền lâu chủ kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế kiên quyết. Thiên địa làm sao không phải là tùy thời tùy chỗ đều muốn nghĩ đến diệt ta, hắn có thể diệt ta, cái này chỉ có thể nói rõ ta thực lực không đủ mạnh, coi ta cường đại đến vượt qua phiến thiên địa này, một tay phá thiên, nó lại có thể nại ta làm sao? Tiêu Phàm hăm hở nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến làm cho vạn linh sợ hãi, cường đại đến để thiên địa run rẩy. Câu nói sau cùng, Tiêu Phàm nói tâm triều bành trướng, nhiệt huyết tăng vọt. Thanh Huyền lâu chủ cùng Vô Cửu Quỷ Vương kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế kiên quyết.
Bọn họ đột nhiên cảm thấy trước mắt Tiêu Phàm, căn bản cũng không phải là một cái thánh đế cảnh tu sĩ, mà là một cái làm thiên địa đều run rẩy cửu thiên thần linh. Đúng rồi, các ngươi còn không có nói cho ta biết cái gì là cửu U Ma Cốc. Tiêu Phàm kéo về hai người suy nghĩ. Đúng vậy a, Thanh Huyền lâu chủ, ngươi nói thế nào Thiên Uyên quỷ chủ giết ngươi, không phải sợ ngươi đột phá thánh tôn cảnh, lại là vì cái gì? Vô Cửu Quỷ Vương cũng hỏi. Thiên Uyên quỷ chủ xác thực sợ ta chiếm lấy hắn quỷ chủ vị trí, nhưng hắn càng sợ chính là ta cùng với mặt khác bốn đại thế lực chi chủ liên thủ, ở trong cửu U Ma Cốc tính toán hắn, chiếm lấy hắn cơ duyên, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều muốn giết ta. Thanh Huyền lâu chủ trong mắt lóe lên vẻ ác liệt tinh quang. Nói như vậy, cửu U Ma Cốc thực phải xuất hiện. Vô Cửu Quỷ Vương đột nhiên có loại không rõ kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, tiểu gia hỏi hồi lâu cái gì là cửu U Ma Cốc, hóa ra các ngươi cũng làm không nghe thấy a. Diêm La, cái kia cửu U Ma Cốc, ngươi chỉ cần coi hắn là thành là một chỗ có thể làm cho bán bộ thánh tôn cảnh đột phá thánh tôn cảnh, thậm chí có khả năng trở lại thái cổ thần giới tu luyện bí cảnh liền tốt. Vô Cửu Quỷ Vương đơn giản giải thích một câu, ánh mắt bên trong lại là lộ ra nồng nặc chờ mong. Trở lại thái cổ thần giới, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, ngay sau đó lại hiếu kỳ hỏi, thánh đế cảnh hậu kỳ không thể vào sao? Không phải là không thể, mà là đi vào cũng là chịu chết. Vô Cửu Quỷ Vương quả quyết hồi đáp. Đang lúc Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ thời khắc, Thanh Huyền lâu chủ lại là đổi chủ đề hỏi, tiểu hữu, ngươi nói lão hủ là ngươi sư tôn, lão hủ kiếp trước thực nhận biết ngươi. Ngươi có phải hay không lão sư, uống hết chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm tiện tay ném ra một cái bình ngọc, bên trong chứa không đặc biệt, chính là U Minh Thánh Thủy. Thanh Huyền lâu chủ nhận lấy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, thở dài nói, 1000 năm trước, có một người cũng nói nhận biết ta, nói ta kiếp trước một chút tin tức. Đáng tiếc ta lúc ấy cũng không để ở trong lòng, chỉ muốn có thể cùng rượu làm bạn như vậy đủ rồi, thậm chí lo lắng cho mình khôi phục kiếp trước ký ức. Một bên nói, Thanh Huyền lâu chủ một bên rút ra nắp bình. Đem trong bình ngọc U Minh Thánh Thủy rót vào trong miệng, quanh thân màn ánh sáng màu xanh cũng trong nháy mắt biến mất. Người nọ là ai? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Hắn nói, hắn gọi Lô Chiến. Thanh Huyền lâu chủ nhớ lại nói. Nói xong câu đó, Thanh Huyền lâu chủ trên mặt lập tức lộ ra thống khổ, hai tay ôm đầu, không ngừng giãy giụa lấy, thân thể càng là nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống đi. Lão sư, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Thậm chí không có để ý Thanh Huyền lâu chủ vừa mới nói câu nói kia. Không nên đi qua, đây là thức tỉnh tiền thế ký ức nhất định phải trải qua quá trình. Vô Cửu Quỷ Vương giữ chặt Tiêu Phàm, lắc đầu nói. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, kém chút kinh hô mà ra, Lô Chiến. Vừa mới lão sư hắn nói là Lô Chiến. Lô Chiến là ai, đây không phải là lúc trước huyết lâu phó lâu chủ a? Tiêu Phàm còn nhớ rõ, lúc trước Lô Chiến liều chết cứu hắn lúc, thi triển cái kia kinh tài tuyệt diễm bốn kiếm. Nhất kiếm thương lan phá thương khung. Lưỡng tôn chọc tử hội chi tâm. Tiền thế cô danh hóa phàm trần. Kim sinh khinh thiếu trảm thiên thần. Bốn kiếm này, mỗi một kiếm cũng là tuyệt thế sắc bén, mỗi một kiếm cũng là kinh tài tuyệt diễm, mỗi một kiếm cũng là phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp. Về sau, Lô Chiến càng là tìm tới bản thân. Nói tuy ông mặc dù chết rồi, nhưng hắn linh hồn khả năng bị hút vào hư vô phiêu miểu cửu u địa ngục. Từ khi rời đi chiến hồn đại lục về sau, Lô Chiến liền không biết tung tích, bây giờ đã hơn 30 năm, Tiêu Phàm vẫn không có tìm tới Lô Chiến tung tích. Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lô Chiến như trước đang cố gắng tìm kiếm cửu u địa ngục cửa vào, nhưng hắn không nghĩ tới, Lô Chiến vậy mà đi tới cửu u địa ngục. Ngoại trừ hắn Tiêu Phàm bên ngoài. Những người khác có thể xuất hiện ở cửu u địa ngục, khả năng duy nhất chính là chết. Người chỉ có chết rồi, mới có thể xuất hiện ở cửu u địa ngục. Lô Chiến chết, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, kinh ngạc sau khi, lại có chút may mắn Lô Chiến cũng xuất hiện ở cửu u địa ngục, mà không phải thần hồn câu diệt. Lúc này, Tiêu Phàm tập trung ý chí, chậm rãi bình tĩnh trở lại, âm thầm trầm ngâm nói, không biết Lô Chiến tiền bối, tìm được Tô Họa hay không. Tiêu Phàm sở dĩ muốn tiến vào cửu u địa ngục, chính là vì tìm kiếm túy ông linh hồn, bây giờ đã tìm được.
nhưng Lô Chiến sở dĩ tìm kiếm cửu u địa ngục lối vào, lại là tìm kiếm hắn người yêu Tô Hỏa. Tiêu Phàm từ trong thâm tâm hy vọng, người hữu tình có thể sẽ thành thân thuộc. Hắn đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi Thanh Huyền Lâu chủ thức tỉnh, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân tiến vào cửu u địa ngục, không có lẽ chỉ là tìm kiếm Túy Ông linh hồn. Huống hồ, Túy Ông linh hồn bây giờ đã tìm được, hắn nhất định phải tìm tới Lô Chiến, mang theo bọn họ cùng nhau rời đi, cho bọn hắn tái tạo nhục thân. Sau nửa ngày, Thanh Huyền Lâu chủ rốt cuộc bình tĩnh trở lại, trong mắt của hắn trở nên hết sức đục ngầu, lại tản ra một cỗ thâm thúy cùng không thể nắm lấy khí tức. Lão sư, Tiêu Phàm thử thăm dò nhìn xem Thanh Huyền Lâu chủ, nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương, sợ trước mắt Thanh Huyền Lâu chủ, cũng không phải là Túy Ông, chỉ là dung mạo rất giống mà thôi. Ta không có ngươi dạng này đồ đệ, Thanh Huyền Lâu chủ con ngươi lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy, trong nháy mắt cứng ngắc ở cái kia, thân thể đều khẽ run một lần. Không phải lão sư, Tiêu Phàm tâm, tựa như bị trọng kích đồng dạng, không cách nào tùy tiện tiếp nhận kết quả này. Danh con, ngươi không sống khỏe mạnh, tới nơi này tìm lão đầu ta làm gì? Lúc này, Thanh Huyền Lâu chủ đột nhiên đi tới Tiêu Phàm bên người, một bàn tay hung hăng phiến ở Tiêu Phàm bờ vai bên trên. Tiêu Phàm thân thể run lên, hướng một bên nghiêng, bất quá trong mắt của hắn bên trong lại là chán phóng ánh sáng. Từ từ, sương mù ở hắn con ngươi bên trong tràn ngập, Tiêu Phàm nhanh chóng bốc hơi, có thể con ngươi lại như cũ đỏ bừng hết sức. Lão sư, ngươi là lão sư, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhào vào Thanh Huyền Lâu chủ trong ngực, coi như tướng mạo sẽ có sai lầm, có thể cái này giọng nói chuyện, là tuyệt đối sẽ không sai. Trước mắt Thanh Huyền Lâu chủ, thực sự là lão sư của hắn Túy Ông. Chúc mừng hai vị, Vô Cửu Quỷ Vương từ trong thâm tâm chúc mừng. Có thể khôi phục tiền thế ký ức, hơn nữa cố nhân nhận nhau, cái này ở cửu u địa ngục mà nói, đúng là một kiện đáng giá ăn mừng việc vui. Phải biết, người bình thường tiến vào cửu u địa ngục, chắc là sẽ không thức tỉnh tiền thế ký ức, dù cho kiếp trước thân nhân tương tàn, bọn họ cũng không biết, đây là biết bao thật đáng buồn. Nhưng mà, Túy Ông trên mặt lại không có chút nào cao hứng ý tứ. Ngược lại mặt âm trầm, tiểu tử thúi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ngươi là chết như thế nào? Ta đây không phải không chết sao? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Không chết ngươi có thể tới cửu u địa ngục. Túy Ông rõ ràng không tin, nói yên tâm đi, vi sư dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, chỉ cần là cửu u địa ngục người, vi sư đều có thể thay ngươi báo thù. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, lấy Thanh Huyền Lâu chủ địa vị và thực lực. Lại là có lực lượng nói lời này. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là giải thích nói, lão sư, ta thực sự không chết, ta tới cửu u địa ngục, là tình huống đặc biệt, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói Lô Chiến đi tìm ngươi sao, hắn ở đâu? Tiêu Phàm không thể không nói sang chuyện khác, về phần cửu u ma chủ sự tình, Tiêu Phàm cảm thấy tạm thời vẫn là đừng nói cho Túy Ông cùng Vô Cửu Quỷ Vương tốt. Nếu là bọn họ biết rõ, cửu u địa ngục chỉ là của người khác thể nội thế giới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, đoán chừng trong thời gian ngắn không tiếp thụ được sự thật này a. Lô Chiến, Túy Ông thần sắc nghiêm lại, đôi mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Năm đó hắn, chính là huyết lâu lâu chủ, có thể Lô Chiến lại là phó lâu chủ, hai người đồng thời trưởng quản huyết lâu, có thể nói là chân chính huynh đệ. Lô Chiến hắn là chết như thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Trong lòng âm thầm bổ sung một câu, vô luận là ai giết hắn, ta đều sẽ báo thù cho hắn. Người khác không thể rời bỏ cửu u địa ngục, nhưng hắn Tiêu Phàm lại là có thể rời đi. Túy Ông trầm mặc nửa ngày, đắng chát cười nói, hắn là tự sát. Tự sát, Tiêu Phàm cùng Vô Cửu Quỷ Vương hết sức kinh ngạc, người sống rất tốt, như thế nào lại tự sát đây? Tìm một chỗ thanh tịnh nói chuyện, Túy Ông nhìn bốn phía đổ nát phế tích một cái, lắc đầu nói. Hắn hiển nhiên là không chuẩn bị ở trong này nói. Thanh Huyền Lâu chủ, không chê hàn xá mà nói, vậy liền đi hàn xá a. Vô Cửu Quỷ Vương cười cười, Thanh Huyền Tử Lâu bị hủy, nơi này cũng không biện pháp ngốc. Vậy liền từ chối thì bất kính, Túy Ông gật đầu một cái, đi, ngày hôm nay, hai người chúng ta cũng hảo hảo uống một cái. Lão sư, trên người ngươi chân chính bách hương túy, cũng đừng giấu giếm. Tiêu Phàm cười to nói. Bất quá trong lòng hắn lại là hết sức tò mò, Lô Chiến tự sát, hắn đến cùng là vì cái gì tự sát? Quỷ Khốc Uyên,
nói là uyên, nhưng thật ra là vô số sơn mạch lượn lờ, long bàn hổ cứ, từ trên cao quan sát, giống như nguyên một đám thâm uyên. Kỳ thật, quỷ khốc uyên, chính là chân chính sơn mạch. Hắn sơn mạch kéo dài hơn trăm vạn dặm, vô cùng minh mông vô ngần, trải rộng cửu u địa ngục phương Tây. Quỷ khốc uyên trung tâm nhất có một dãy núi, tên là quỷ khốc lĩnh, chính là quỷ khốc uyên phồn hoa nhất địa phương, nơi này cường giả hoành hành, cho dù là bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, cũng không dám ở nơi này dương oai. Quỷ khốc lĩnh, nói là lĩnh, xưng là thiên sơn cũng không đủ, cao vút trong mây, xuyên thẳng cửu tiêu. Quỷ khốc lĩnh từng tòa sơn phong, quay chung quanh thành một mảnh mênh mông thung lũng, bên trong hàng năm khói đen che phủ, quay cuồng không thôi, giống như vô số quỷ hồn gào thét, nhìn mà phát khiếp. Từ vực ngoại tinh không nhìn tới, hắn tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú mở ra miệng to như chậu máu, có thể thôn phệ tất cả, sâu không thấy đáy. Cốc này, được xưng là quỷ khốc thiên uyên, chính là quỷ khốc uyên phương viên vô số vạn dặm phạm vi bên trong, lớn nhất một cái thâm uyên, quỷ khốc uyên tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Phàm là tiến vào bên trong quỷ khốc uyên người, đều sẽ phát ra trận trận tiếng khóc, quỷ khốc uyên cũng bởi vậy gọi tên. Trừ phi lấy được thiên uyên quỷ chủ cho phép, bằng không không người dám tự tiện tiến vào quỷ khốc thiên uyên. Giờ phút này, quỷ khốc thiên uyên bên trong hắc vụ sôi trào càng thêm lợi hại, tiếng gió trận trận, giống như vạn quỷ khóc thét, cực kỳ kinh khủng. Quỷ khốc thiên uyên chung quanh vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía quỷ khốc thiên uyên bên trong, trên mặt lộ ra hoảng sợ, không ít tu sĩ càng là lặng lẽ hướng về bên ngoài trở ra đi. Mặc dù ở quỷ khốc thiên uyên chung quanh tốc độ tu luyện so bình thường địa phương muốn nhanh rất nhiều, có thể so với tu luyện, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Thiên uyên quỷ chủ tức giận sao? Nhiều năm như vậy, thiên uyên quỷ chủ một mực yên lặng a, chẳng lẽ là có cái đại sự gì muốn phát sinh? Tạm thời rời xa quỷ khốc thiên uyên, chờ linh hồn năng lượng bình tĩnh trở lại nói sau. Đám người lặng lẽ nghị luận, trong giọng nói đều là nồng nặc vẻ kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Thiên uyên quỷ chủ mấy chữ này, đủ để ép tới tất cả mọi người xông không qua khí. Mà lúc này, quỷ khốc thiên uyên chỗ sâu nhất, có một tòa đen nhánh cung điện, giống như một đầu nhe răng trợn mắt, biểu tình dữ tợn hung thú. Ở cung điện phía trước quảng trường phía trên, quỳ 10 đạo thân ảnh, 10 đạo thân ảnh quỷ trên người khí ngập trời, hung mãnh hết sức, không kém chút nào quỷ vương chi uy. Bán bộ thánh tôn cảnh, trước mắt 10 người này, vậy mà toàn bộ là bán bộ thánh tôn cảnh. Nếu như ngoại giới quỷ khốc lĩnh tu sĩ biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, quỷ khốc lĩnh không phải chỉ có 10 đại quỷ vương sao. Nhưng trước mắt 10 người lại là chuyện gì xảy ra, bọn họ tuyệt đối không phải 10 đại quỷ vương, hơn nữa càng thêm cường đại. Thập hung quỷ sát, tiến về vạn ma quỷ lĩnh, chu sát thanh huyền lâu chủ cùng vô cửu quỷ vương. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn, mà vô cùng phẫn nộ thanh âm từ cái kia hắc sắc cung điện bên trong truyền đến. Theo này thoại âm rơi xuống, cả tòa quỷ khốc thiên uyên bên trong quỷ khí đều cổ động không thôi, hình thành kinh khủng linh hồn phong bạo mãnh liệt bốn phương tám hướng. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là quỷ khốc lĩnh chủ nhân, thiên uyên quỷ chủ. Tuân lệnh, cái kia 10 đạo thân ảnh cung kính cúi đầu. Thuận tiện đem cái kia 4 cái phế vật cũng làm thịt. Thiên uyên quỷ chủ lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Đúng, thập hung quỷ sát cung kính đáp. Ngay sau đó quỷ dị biến mất ở trên quảng trường, tựa như cùng cái kia quỷ khí hòa thành một thể. Nhìn thấy mấy người rời đi, hắc sắc cung điện phía trên quỷ khí, đột nhiên ngưng tụ thành một tấm to lớn hình người mặt quỷ, nhìn chăm chú chân trời, cái hướng kia, chính là quỷ khốc lĩnh vị trí. Gia Cát Thanh Huyền, giết ngươi, đã là ta lớn nhất nhân từ, muốn trách thì trách người đổ đệ kia a. Hình người mặt quỷ lạnh như băng phun ra một câu, ngay sau đó phịch một tiếng. Hình người mặt quỷ bỗng biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ quỷ khốc thiên uyên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Vạn ma quỷ thành. Một gian nhã uyển bên trong, trên một chiếc bàn đá, lượn lờ từng sợi mùi thơm thoang thoảng, phiêu đãng hơi nóng hơi nước. Tiêu Phàm, Túy Ông cùng vô cửu quỷ vương quanh bàn mà ngồi, một bên một người mặc bạch sắc váy lụa thiếu nữ, đang ở cho ba người pha trà, thiếu nữ không phải người khác. Chính là vô cửu quỷ vương tôn nữ Như Hy. Lão sư, người vừa mới nói Lô Chiến tiền bối tự sát, hắn vì sao tự sát? Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được trước tiên mở miệng hỏi.
Lô Chiến một đời chỉ vì tìm kiếm Tô Họa, lại làm sao có thể nghĩ quẩn tự sát đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là loại này khả năng, để Tiêu Phàm cũng nhìn không được một trận phát lạnh. Ngươi không phải đã đoán được sao? Túy ông ánh mắt phức tạp cười nói, ngay sau đó thật sâu thở dài, ai, Lô Chiến người này, chính là quá trọng tình cảm, cả đời tâm tư đều đang một nữ nhân trên người. Nhi nữ tình trường, bất chính là một người hẳn có tình cảm sao? Tiêu Phàm ngược lại không cảm thấy Lô Chiến không tốt, ngược lại bội phục vạn phần. Cũng không phải nói hắn không đúng, chỉ là, ai, không nói hắn. Túy ông khoát khoát tay, xòe bàn tay ra, bưng một cái bầu rượu liền hướng trong miệng buồn bực một cái. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ, bản thân cái này lão sư, dù cho đánh mất tất cả ký ức, vẫn như trước khó quên một hớp này rượu a. Đúng rồi, tiểu tử ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi làm sao đi tới nơi này. Đột nhiên, Túy ông hai mắt vừa mở, hung hăng trừng mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đem mình làm sao tiến vào cửu u địa ngục sự tình cùng Túy ông đại khái giải thích một lần, bất quá lại là chưa hề nói bác lão cùng cửu u ma chủ sự tình. Chỉ nói là, bản thân chiếm được một mai tiến vào cửu u địa ngục không gian truyền tống ngọc lệnh, sau đó ở trong lúc nguy cấp khởi động truyền tống ngọc lệnh. Sở dĩ là hiện tại linh hồn chi thể, là bởi vì cửu u địa ngục cùng hư vô thần giới một dạng, chỉ có thể để linh hồn chi thể xuất hiện, nhục thân bị áp chế ở thể nội. Dù sao, nếu như đem cửu u địa ngục chỉ là cửu u ma chủ thể nội thế giới chuyện này nói cho bọn hắn, hai người chưa chắc có thể tiếp thu được. Nói cách khác, tiểu tử ngươi xác thực không chết, Túy ông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại buồn bực một cái rượu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại nói, lão sư, chúng ta vừa mới đắc tội cái kia thiên uyên quỷ chủ, coi như hắn mình không thể báo thù, nhưng hắn cũng có thể điều động những người khác tới đi. Nghe nói như thế, Túy ông cùng vô cửu quỷ vương thần sắc tất cả đều trở nên nghiêm nghị. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi lo lắng nói, ta nghe nói quỷ khốc huyên tổng cộng có 10 đại quỷ vương, nếu như cái kia kim long quỷ vương ba người mang theo mặt khác 5 cái quỷ vương đánh tới, các ngươi có thể ngăn cản được. Nếu như chỉ là bọn hắn 8 đại quỷ vương, chúng ta cũng là không sợ. Túy ông hít sâu một cái nói, trên thực tế, đối mặt thiên uyên quỷ chủ lực lượng, hắn cũng không có nhìn bề ngoài đi lên nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, thử hỏi, còn có mặt khác quỷ vương cấp bậc tồn tại. To lớn cái cửu u địa ngục, há lại sẽ chỉ có chúng ta những cái này quỷ vương. Vô cửu quỷ vương đắng chát cười một tiếng, nói chúng ta cái này 10 đại quỷ vương, chỉ là quỷ khốc uyên mặt ngoài quỷ vương mà thôi, thiên uyên quỷ chủ bên người có một chi cường hoành lực lượng, liền có thể tùy tiện mạt sát chúng ta 10 đại quỷ vương. A, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, 10 đại quỷ vương, đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh a. Ở cửu u địa ngục, bán bộ thánh tôn cảnh đã có thể so với thánh tôn cảnh phía dưới sự tồn tại vô địch, mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng cũng không thể tùy tiện gạt bỏ cùng giai a. Tiêu Phàm biết rõ vô cửu quỷ vương không có nói sai, hắn trong ánh mắt ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Có thể nhìn ra, chi kia cường hoành lực lượng xác thực bất phàm, thậm chí rất khủng bố. Ngươi nói là thập hung quỷ sát a? Ngược lại là Túy ông thờ ơ nói ra thiên uyên quỷ chủ chi kia lực lượng thần bí. Ngươi cũng biết thập hung quỷ sát? Vô cửu quỷ vương kinh ngạc nhìn Túy ông. Túy ông vẻ mặt im lặng nói, lão hủ tốt xấu cũng thành lập một cái thanh huyền tử lâu, tổng không phải chỉ là để một cái bài trí a. Vô cửu quỷ vương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, Thanh Huyền Tử Lâu, đây chính là độc lập với 5 đại thế lực bên ngoài, lại như cũ yên ổn tồn tại, hắn tất nhiên có 5 đại thế lực không bằng địa phương. Chỉ là bàn về thu thập tình báo năng lực, sợ là có rất ít thế lực có thể cùng Thanh Huyền Tử Lâu so sánh với. Thập hung quỷ sát lại là cái gì địa vị? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, hắn phát hiện, bản thân thánh đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Mặc dù có thể chiến thắng đại bộ phận thánh đế cảnh hậu kỳ thần tu, có thể đối mặt bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, hắn lộ ra 10 điểm bất lực cùng nhỏ bé. Chí ít, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như gặp gỡ hoang nguyên cực, hắn là không có quá nhiều phần thắng. Thập hung quỷ sát, đều là bán bộ thánh tôn cảnh, bọn họ đã từng bắn vọt qua thánh tôn cảnh, chỉ là thất bại mà thôi, V
về sau Thiên Uyên quỷ chủ thừa cơ khống chế bọn họ, 10 người này nếu như liên thủ, dù cho chân chính thánh tôn cảnh, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Túy ông giải thích nói, cho dù là hắn, cũng đối cái này thập hung quỷ sát vô cùng kiêng kỵ. Có thể cùng thánh tôn cảnh một trận chiến, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Đề phòng vạn nhất, ta xem các người vẫn là mau rời khỏi a, cái này thập hung quỷ sát là không có cảm tình, bọn họ chỉ là vô tình cỗ máy giết chóc mà thôi. Nói tới thập hung quỷ sát, vô cửu quỷ vương cũng là sắc mặt đại biến. Người đây, Tiêu Phàm nhìn về phía vô cửu quỷ vương. Vô cửu quỷ vương do dự chốc lát, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, nói ta lưu lại thay các ngươi tranh thủ một chút thời gian, hy vọng các ngươi có thể mang theo Như Hy rời đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn vô cửu quỷ vương, ngay sau đó trịnh trọng nói, muốn đi cùng đi, hiện tại bọn hắn không còn chưa tới sao. Không, ngươi không biết cái này thập hung quỷ sát thủ đoạn. Vô cửu quỷ vương lắc đầu, nói, lấy Thiên Uyên quỷ chủ nhai tí tất so sánh tính cách, không chỉ chúng ta muốn chết, chính là hắc hổ bọn họ bốn đại quỷ vương. Đều chưa hẳn có thể sống. Không thể nào, Tiêu Phàm yên lặng. Hắc hổ quỷ vương bọn họ không phải thay Thiên Uyên quỷ chủ ra sức sao, liền xem như thất bại, nhưng bọn hắn như trước đang chấp hành Thiên Uyên quỷ chủ mệnh lệnh a, Thiên Uyên quỷ chủ dựa vào cái gì giết bọn hắn. Nhanh, đi mau, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, đột nhiên một đạo sốt ruột mà sợ hãi thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy hắc hổ quỷ vương chật vật xông vào trong sân. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc hổ quỷ vương lập tức nằm sấp trên mặt đất. 10. Thập hung quỷ sát đuổi tới, thanh lang cùng ma đao đã chết, kim long quỷ vương người cũng bị thương nặng, miễn cưỡng trốn được, chính là kim long quỷ vương truyền tin cho ta. Hắc hổ quỷ vương chật vật hét lớn. Cái gì? Tiêu Phàm cùng vô cửu quỷ vương kinh hãi ngồi lên, túy ông cũng thần sắc hết sức ngưng trọng. Bọn họ đã đoán được Thiên Uyên quỷ chủ sẽ để cho thập hung quỷ sát xuất thủ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến nhanh như vậy. Kim Long quỷ vương ba người bọn họ, đoán chừng là bởi vì bị túy ông trọng thương, cho nên trốn về quỷ khốc Thiên Uyên tìm cứu binh, có thể nửa đường gặp được thập hung quỷ sát. Kết quả ba người trong nháy mắt bị miểu sát hai cái, Kim Long quỷ vương may mắn trọng thương đào thoát. Cái này mặc dù chỉ là Tiêu Phàm bọn họ phỏng đoán, nhưng đủ để chứng minh cái kia thập hung quỷ sát khủng bố. Diêm La, Thanh Huyền lâu chủ, các ngươi mau mang Như Hy rời đi, ta tới cản bọn họ lại. Vô cửu quỷ vương trong nháy mắt đạp không mà lên, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn xuất hiện lần nữa ở trong sân, bên người lại là xuất hiện hai đạo bóng người. Ra ra, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Như Hy vẻ mặt nghi hoặc nhìn vô cửu quỷ vương, nàng mới vừa rời đi, tại sao lại đem nàng tìm trở về đây? Từ giờ trở đi, ngươi chính là nha hoàn của hắn, bất cứ mệnh lệnh gì đều phải phục tùng. Vô cửu quỷ vương không có giải thích nhiều, mà là trực tiếp dùng kiểu ra lệnh giọng điệu nói. Ra ra, ta, Như Hy vẻ mặt mộng bức, hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái, trên mặt đều là ghét bỏ thần sắc. Nàng đang còn muốn nàng trước mặt ra ra nũng nịu, có thể vô cửu quỷ vương lại là căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, Diêm La, các ngươi đi mau. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Hiện tại đã không kịp, túy ông bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy mấy điểm đen nhanh chóng hướng về nơi đây tới gần, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, ép tới cả tòa vạn ma quỷ thành người đều có chút không thở nổi. Thập hung quỷ sát đến, hắc hổ quỷ vương lộ ra vẻ sợ hãi, không cần Tiêu Phàm trấn áp, hắn đã kém chút sụi lơ trên mặt đất. Thập hung quỷ sát mấy chữ này, đủ để ép tới phần lớn người không thở nổi. Trận lên, cũng đúng lúc này, vô cửu quỷ vương đột nhiên lấy tay vung lên, từng đạo quang hoa từ vạn ma quỷ thành bốn phía bay vụt mà lên, trong nháy mắt hình thành một đạo kết giới, đem vạn ma quỷ thành bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó vô cửu quỷ vương vẻ mặt lo lắng nhìn xem Như Hy cùng Tiêu Phàm bọn họ nói, Như Hy, nhanh, mang theo bọn họ từ thầm nói rời đi. Ra ra, Như Hy sắc mặt lộ ra lo lắng, nàng rốt cuộc biết, vô cửu quỷ vương bắt nàng trở về. Là để cho nàng nhanh lên chạy khỏi nơi này. Đi, vô cửu quỷ vương cơ hồ là dùng hết toàn lực giận hét ra. Giờ phút này không đi, chờ chút lại đi liền không đi được, nơi nào còn có thời gian nào chậm trễ. Như Hy cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, nước mắt cũng nhìn không được nữa bốc hơi mà ra,
nàng kiên nghị dùng tay áo giải xóa đi trong mắt hơi nước, quay đầu chuẩn bị mang theo Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, Tiêu Phàm giữ chặt Như Hi cánh tay, nhìn chăm chú không chung, lắc đầu nói, Trương lão, ngươi thực không đi. Ngươi cần phải biết rằng, sau khi ngươi chết, coi như thật chết. Không, ta không chết được. Vô Cửu Quỷ Vương lắc đầu, lão hủ khôi phục tiền thế ký ức, đây chỉ là lão hủ một sợi linh hồn tàn niệm mà thôi. Năm đó theo Như Hi tiến nhập cửu u địa ngục, đã mất đi cùng bản tôn liên hệ. Ta đi, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục. Ngươi nha, hóa ra ta cho là ngươi như vậy trượng nghĩa, ngay cả mạng đều không đếm xỉa đến, cũng muốn cứu chúng ta, làm hại tiểu gia còn cảm động một phen. Nhưng kết quả là, ngươi đi theo ta một câu, ngươi chỉ là một sợi tàn niệm. Vậy ngươi không nói sớm, để cho chúng ta dùng mệnh cùng ngươi một sợi tàn niệm chơi. Ra ra, ngươi nói là sự thật, Như Hi lập tức mặt mày hớn hở nói, nơi nào có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức qua nữ nhân trở mặt, có thể giống Như Hi như vậy trở mặt tốc độ, vẫn là cái thứ nhất nhìn thấy. Ra ra ngươi bán đi ngươi, ngươi cao hứng. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Oanh, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, chân trời một tiếng nổ vang, một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về phía dưới mãnh liệt mà đến. Chân trời sấm nổ liên miên, không gian liệt mở, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, lôi xé tất cả. Đáng sợ đến cực điểm, giống như khai thiên tích địa cảnh. Tiêu Phàm bọn họ bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy năm bóng người lăng không mà đứng, lãnh đạm nhìn phía dưới. Vô Cửu Quỷ Vương bố trí trận pháp, vẻn vẹn chặn lại hai cái hô hấp mà thôi, lại là liền thập hung quỷ sát một đòn đều không ngăn trở. Tiêu Phàm không khỏi hung hăng chừng Vô Cửu Quỷ Vương một cái, khinh bỉ nói, người xác định vừa rồi đó là trận pháp. Vô Cửu Quỷ Vương sắc mặt cứng đờ. Lại là không biết nói gì. Hắn vốn cho là trận pháp này đã có thể ngăn chặn thập hung quỷ sát, nhưng bây giờ năm cái quỷ sát xuất thủ, đều không thể ngăn trở chốc lát, cái này cũng quá mất mặt. Yên tâm đi, ta nói cản bọn họ lại, liền cản bọn họ lại. Vô Cửu Quỷ Vương hồi lâu mới biệt xuất một câu. Nói xong, hắn khí thế trên người bỗng tăng vọt, ẩn ẩn nhảy lên tới thánh đế cảnh cực hạn, khoảng cách chân chính thánh tôn cảnh càng ngày càng gần. Tựa như tùy thời đều có thể xuyên phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Các ngươi đi, Vô Cửu Quỷ Vương để lại một câu nói, lập tức hóa thành một vệt sáng phóng hướng chân trời. Năm cái kia quỷ sát thấy thế, nhìn nhau, một người trong đó lạnh lùng đáp xuống, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên, giống như hai khỏa tinh thần đụng vào nhau, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng ba động, phá hủy vạn ma quỷ thành tất cả. Vô số tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, liền bị cái kia hủy diệt tính năng lượng ba động nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Cái kia cuồng bạo khí thế, càng là quét ngang mà ra, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, cái gì đều không lưu lại, chỉ có hư vô. Xa xa nhìn tới, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái hắc sắc hình cầu, ở không ngừng khuếch tán, rất nhanh là đến hơn vạn dặm phương viên. Tiêu Phàm bọn họ đã sớm chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm, ngắm nhìn phương xa chân trời, mấy người sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên. Đại nhân, chúng ta đi mau. Đầu trâu mặt ngựa không biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, hai người nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay tới. Các ngươi làm sao đến nơi này? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hai người. Hai người ngượng ngùng cúi đầu, mười điểm hổ thẹn nói, chúng ta lúc đầu muốn gọi đại nhân cùng đi. Nhưng chúng ta căn bản vào không được Quỷ Vương phủ. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, cái gì muốn gọi ta cùng đi, trốn chính là trốn chứ, lý do còn nói như thế công khai. Đi, Túy ông lại là không do dự, lấy tay vung lên, một cỗ đại lực bọc lấy mấy người, nhanh chóng hướng về vạn ma quỷ thành bên ngoài bay đi. Đi sao, lúc này, chân trời gầm lên một tiếng vang lên, lại là mặt khác bốn cái quỷ sát đáp xuống, hướng về Túy ông đánh tới. Bọn họ mục đích chính yếu nhất chính là giết chết Túy ông, Vô Cửu Quỷ Vương chỉ là thuận tiện mà làm mà thôi. Giống, nhưng mà, bốn cái quỷ sát vừa mới chuẩn bị khởi hành, cái kia hư vô trong hắc động, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó mấy con đại thủ bỗng nhiên từ trong hư vô dò ra, đem cái kia bốn cái quỷ sát cũng kéo vào. Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi.
Bọn họ vốn cho là Vô Cửu Quỷ Vương là ở khoác lác, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có thực lực như vậy, lấy lực lượng một người, cuốn lấy 5 cái quỷ sát. Lão sư, chờ đã. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xòe bàn tay ra, một cái ngọc bàn xuất hiện. Theo Tiêu Phàm một đạo thủ ấn đánh ra, ngọc bàn lập tức chán phóng một cánh cửa ánh sáng, Tiêu Phàm vội vàng thúc giục nói, tiến nhanh đi. Truyền tống ngọc bàn, đầu trâu mặt ngựa thấy thế, trực tiếp kinh hô mà ra. Túy ông mang theo Như Hy cùng nha hoàn Tiểu Vũ một bước vào truyền tống quang môn bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa như trước đang cái kia kinh thán không thôi, hắn rốt cục nhìn không được, trực tiếp một cước đá vào hai người trên mông. Một cước một cái, hai người cũng một đầu chồng vào truyền tống quang môn bên trong, ngay sau đó Tiêu Phàm lại dắt lấy Hắc Hổ Quỷ Vương vọt vào. Quỷ sát tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại nhanh, cũng không khả năng có truyền tống ngọc bàn nhanh. Lấy Tiêu Phàm bây giờ lực lượng, truyền tống ngọc bàn chỉ ít cũng có thể truyền tống ra mấy chục vạn dặm. Trước đó hắn bởi vì đắc tội Thiên Âm Quỷ Tướng cùng Xích Ma Thành Chủ, đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, nhất là ở đắc tội Vạn Ma Tràng Chủ về sau, Tiêu Phàm linh hồn phân thân càng là trốn ra Vạn Ma Quỷ Thành 200-300 ngàn bên trong. Khoảng cách như vậy, cho dù là bán bộ thánh tôn cảnh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đuổi tới. Khoảng cách Vạn Ma Quỷ Thành 2 bên ngoài 30 vạn dặm, Tiêu Phàm mấy người từ một cánh cửa ánh sáng bên trong bước đi ra. Cách xa nhau như thế xa khoảng cách, bọn họ lờ mờ có thể nghe được Vạn Ma Quỷ Thành phương hướng truyền tới kinh lôi thanh âm, tầng thứ này chiến đấu, sợ là đã đuổi kịp thánh tôn cảnh. Phàm Nhi, người đây là, Túy ông bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn phân thân, không khỏi kinh ngạc không thôi. Dù sao, Tiêu Phàm hiện tại vốn chính là linh hồn chi thể, hắn linh hồn phân thân, lại cùng chân chính người không có gì khác biệt, trước mắt Tiêu Phàm cùng linh hồn phân thân, có thể thì tương đương với hai cái Tiêu Phàm, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc. Đây không phải trước đó trên đấu giá hội huyên náo động tĩnh so sánh lớn sao, liền làm một cái linh hồn phân thân. Tiêu Phàm tùy ý giải thích một câu. Túy ông trong lòng rộng rãi sáng sủa, khó trách Tiêu Phàm dám kiêu căng như thế, nguyên lai hắn đã sớm làm xong đường chạy chuẩn bị. Thực sự là quá bỉ ổi, Như Hy thấp giọng khẽ nói một tiếng, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặt mo đỏ ửng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, xem như cái gì đều không nghe được. Bản thân cử chỉ này, có vẻ như quả thật có chút tiện tiện cảm giác. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu, 5 người kia thực lực thật là đáng sợ. Đầu trâu lo lắng nhìn xem Vạn Ma Quỷ Thành phương hướng. Còn có thể đi đâu, trốn chứ. Như Hy hận hận nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, mặc dù nàng biết rõ Vô Cửu Quỷ Vương chỉ là một sợi tàn niệm. Dù cho chết rồi, cũng không phải chân chính chết đi, có thể nàng vẫn như cũ hận thấu cái kia 5 đại quỷ sát. Trốn, không tồn tại, Tiêu Phàm ánh mắt kiên nghị lắc đầu. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngươi không trốn, chẳng lẽ ngươi còn đi lên chịu chết sao? Lão sư, nếu như một đối một, ngươi đối cái kia 5 đại quỷ sát có nắm chắc hay không? Tiêu Phàm không có để ý ánh mắt của bọn hắn, nhìn chăm chú Túy ông nói. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia, như nhìn giống như kẻ ngu. Chẳng lẽ ngươi nha còn muốn cùng 5 đại quỷ sát làm hay sao, đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh biến thái A. Túy ông lại là minh bạch Tiêu Phàm lời nói, suy nghĩ một chút nói, muốn giết bọn họ, cũng không khó. Không khó, đám người hít một hơi lạnh, như nhìn quái vật nhìn xem đôi thầy trò này, bọn họ còn cho rằng mình nghe lầm. Nhất là Hắc Hổ Quỷ Vương. Hắn nhưng là rõ ràng nhất thập hung quỷ sát thực lực, cho dù là hắn, cơ bản chỉ có bị miểu sát phần. Trừ phi ở sân nhà, hắn còn có thể có một chút ưu thế, có thể một đối một. Nhưng hiện tại, đôi thầy trò này vẫn đang suy nghĩ làm sao diệt sát thập hung quỷ sát, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc đây. Bất quá, đột nhiên, Túy ông lời nói xoay chuyển, nói, muốn giết quỷ sát, nhất định phải đem mặt khác quỷ sát rời. Cho ta thời gian uống cạn nửa chén trà, dạng này sao? Tiêu Phàm lập tức rơi vào trong trầm tư. Giết thập hung quỷ sát, đám người nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể Tiêu Phàm bộ dáng, căn bản không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không chăm chú suy nghĩ. Nghĩ vậy, đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái xanh hết sức. Lừa đảo, người có biện pháp ứng phó cái kia thập hung quỷ sát.
tính ta một người. Đột nhiên, Như Hy tiến lên một bước, mười điểm chăm chú nhìn Tiêu Phàm nói. Có, Tiêu Phàm căn bản không có nghe được Như Hy mà nói, búng tay một cái, nhìn xem chúng nhân nói, có lẽ, giết cái này thập hung quỷ sát, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Không khó sao, đám người không hiểu, không biết Tiêu Phàm có chủ ý gì, bất quá theo bọn hắn nghĩ, ứng phó thập hung quỷ sát, cơ bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Hắc Hổ, người có thể tìm tới Kim Long sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía Hắc Hổ Quỷ Vương nói. Hắc Hổ Quỷ Vương phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi dò, tìm tới hắn thì thế nào, hắn đã bản thân bị trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không tìm tới hắn, mặt khác không bảo ngươi trả lời. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Cái này Hắc Hổ Quỷ Vương xem ra còn không có bày ngay ngắn vị trí của mình, cho là mình đều lợi hại đây. Hiện tại chẳng qua là một cái tù nhân mà thôi, còn cho là mình ghê gớm thế nào. Ta có thể tìm được hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm con người băng lãnh, Hắc Hổ Quỷ Vương không tự chủ được dùng mình một cái, như thực nói ra. Cái kia còn lo lắng cái gì? Tiêu Phàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó lại tiện tay ném ra một cái bình ngọc cho Hắc Hổ Quỷ Vương nói, đem cái này nuốt vào, đây là. Hắc Hổ Quỷ Vương còn muốn hỏi hỏi đây là cái gì, có thể lời đến khóe miệng, quả thực là bị Tiêu Phàm ánh mắt dọa đến nén trở về. Thành thành thật thật đem bình ngọc mở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong bình ngọc đồ vật lúc, không tự chủ được trợn to hai mắt, đôi mắt run không ngừng lấy. U Minh Thánh Thủy, đầu trâu mặt ngựa hít một hơi lạnh. Đây chính là U Minh Thánh Thủy A, nói cho liền cho. Còn có các ngươi mấy cái, Tiêu Phàm lại vung ra mấy cái bình ngọc, chia ra cho Như Hy chủ tớ cùng đầu trâu mặt ngựa. Hiện tại những người này cũng coi là hắn cơ bản thành viên tổ chức. Đối đãi mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, một chút U Minh Thánh Thủy mà thôi, còn không có bị hắn để ở trong lòng. Mấy người không chút do dự tiếp nhận U Minh Thánh Thủy nuốt vào trong bụng, có thể khôi phục tiền thế ký ức, người bình thường ai không muốn đây. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người tất cả đều lâm vào trạng thái nhập định, lúc này mới nhìn về phía Túy Ông nói, lão sư, kế hoạch tiếp theo, còn phải cần ngươi toàn lực ứng phó. Yên tâm, Túy Ông gật đầu một cái. Rốt cuộc là kế hoạch gì, nói nghe một chút. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, ngay sau đó cùng Túy Ông nói, lấy thực lực của chúng ta, muốn cuốn lấy thập hung quỷ sát là không thể nào, khả năng duy nhất chính là, tìm tới Kim Long Quỷ Vương, sau đó cùng với những cái khác quỷ vương hợp tác. Mặt khác quỷ vương, Túy Ông tay phải sờ sờ cái cằm, lộ ra nghi hoặc, bọn họ sẽ làm phản Thiên Uyên quỷ chủ sao? Không phản loạn, kết quả liền cùng Vô Cửu Quỷ Vương. Thanh Lang Quỷ Vương cùng Ma Đao Quỷ Vương một dạng. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, cùng Tử Vong e ngại so sánh, sợ hãi Thiên Uyên Quỷ Chủ sợ hãi không đáng kể chút nào. Nói xong, Tiêu Phàm trên người đột nhiên chia ra 10 bộ linh hồn phân thân, phân biệt hướng về 10 cái phương hướng bay đi. Phàm Nhi, người đây là, Túy Ông nghi hoặc không thôi. Lấy thập hung Quỷ Vương thực lực, truy tung chúng ta linh hồn khí tức, tìm tới chúng ta cũng không khó. Bất quá nếu là có truyền tống trận ngăn cách, đó cũng không giống nhau. Tiêu Phàm tự tin cười nói. Chỉ chốc lát sau, Hắc Hổ Quỷ Vương tỉnh lại, khí tức trên thân trở nên càng thêm mạnh mẽ, trên người hắn ẩn ẩn phát sinh biến hóa gì. Hắc Hổ Quỷ Vương mở hai mắt ra, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cung kính cúi đầu nói, Hắc Hổ gặp qua đại nhân. Tiêu Phàm thần sắc như thường, bình tĩnh gật đầu, hắn biết rõ. Hắc Hổ Quỷ Vương là tuyệt đối không dám cầm tính mạng của mình đùa giỡn, dù cho hắn khôi phục tiền thế ký ức. Mang ta đi tìm Kim Long Quỷ Vương, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tốt, Hắc Hổ Quỷ Vương một lần này đáp ứng rất sảng khoái, hắn hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thập hung quỷ sát, hoàn toàn không phải bọn họ một cái cấp độ, dù cho hắn khôi phục ký ức, nắm giữ linh hồn cổ pháp, cũng chưa hẳn là đối thủ, Túy Ông phất tay. Một cỗ đại lực bọc lấy đầu trâu mặt ngựa cùng Như Hy bọn họ, liền hướng lấy Hắc Hổ Quỷ Vương phương hướng chỉ bay đi. Giờ phút này, Vạn Ma Quỷ Thành phương hướng động tĩnh đã biến mất, Vô Cửu Quỷ Vương 89 phần 10 đã chết. Bọn họ không thể không dành thời gian, một khi thập hung quỷ sát đuổi theo, đến lúc đó bọn họ coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Tiêu Phàm trước đó là truyền mượn nhờ đưa trận đào tẩu, trên đường đi cũng không để lại cái gì linh hồn khí tức. Cái kia mấy đại quỷ vương muốn truy sát, cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, hiện tại hắn còn có 10 bộ linh hồn phân thân dự bị, tùy thời có thể đào tẩu. Sau 2 canh giờ, Tiêu Phàm bọn họ ở một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong, tìm được Kim Long Quỷ Vương, thời khắc này Kim Long Quỷ Vương hồn thể dung chuyển không thôi, tựa như tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Hắc hổ, người vậy mà hại ta. Kim Long Quỷ Vương nhìn thấy Túy Ông thời khắc, sắc mặt đại biến. Hắc hổ, người cùng hắn đi nói, cho người thời gian uống cạn nửa chén trà. Tiêu Phàm giọng bình thản nói ra. Hắc hổ Quỷ Vương gật đầu hướng về Kim Long Quỷ Vương bay đi, chỉ chốc lát sau, hai người lần nữa đi ra, Kim Long Quỷ Vương vẻ mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm nói, người thật sự có thể cứu chữa ta. Có thể, bất quá trong vòng ngàn năm, người không được phản bội ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, Kim Long Quỷ Vương chẳng qua là linh hồn bất ổn mà thôi, lấy hắn bây giờ y thuật tạo nghệ, tự nhiên không phải việc khó. Kim Long Quỷ Vương khẽ cắn môi, cuối cùng gật đầu một cái. Bây giờ có 5 đại quỷ sát đuổi giết hắn, không bao lâu, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ở tử vong cùng sinh tồn tầm đó lựa chọn một hạng, đối với hắn mà nói không phải việc khó. Tuy nhiên ta không ưa thích trói buộc người một nhà, nhưng vì mọi người an toàn tánh mạng, vậy trước tiên đắc tội. Tiêu Phàm lấy tay đánh ra từng đạo cấm thần tỏa hồn ấn tiến vào Kim Long Quỷ Vương thể nội. Kim Long Quỷ Vương ngược lại là không có phản bác, trước đó Hắc Hổ Quỷ Vương liền đã nói với hắn việc này. Tiêu Phàm lại lấy ra một giọt U Minh Thánh Thủy cùng sau cùng một giọt Mộng Huyễn Thần Thủy cho Kim Long Quỷ Vương, Kim Long Quỷ Vương con ngươi phát sáng. Hắn lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Một giọt Mộng Huyễn Thần Tủy, đã đủ để cho bọn họ linh hồn thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Mà U Minh Thánh Thủy nhường hắn khôi phục tiền thế ký ức, có kiếp trước thủ đoạn, thực lực cũng càng tiến một bước. Tốt rồi, hiện tại chúng ta chia ra hành động. Tiêu Phàm nhìn về phía chúng nhân nói, đầu trâu mặt ngựa, các người bảo hộ Như Hy, Lão Sư, Kim Long, Hắc Hổ, các người theo ta đi làm ít chuyện. Đại nhân, chúng ta, đầu trâu mặt ngựa sắc mặt đại biến, bọn họ nếu như đối mặt quỷ vương cấp bậc tồn tại, thế nhưng là một chút biện pháp đều không có. Các ngươi cảm thấy thập hung quỷ sát sẽ giết các ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói yên tâm đi, các ngươi còn không có đặt ở cái kia thập hung quỷ sát trong mắt, cùng chúng ta cùng một chỗ, các ngươi ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt Như Hy tiểu thư. Đầu trâu mặt ngựa lập tức nghĩa chính ngôn từ, vỗ ngực bảo đảm nói, ngay sau đó mang theo Như Hy quay người không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, hai người này, như trước vẫn là tham sống sợ chết bản tính a. Chúng ta cũng đi, Tiêu Phàm thở sâu đạp không mà lên. Đỉnh một ngọn núi, Tiêu Phàm một chuyến lăng không mà đứng, ngắm nhìn phương xa chân trời. Nơi đó hỏa diễm trùng thiên, đốt cháy chân trời. Đem toàn bộ thương khung đều nhuộm thành hồng sắc, giống như một mảnh hỏa diệm sơn biển, tản ra khí tức mạnh mẽ, để cho người ta trốn tránh. Phóng nhãn cửu u địa ngục, cũng rất ít có được như thế tràn ngập dương khí địa phương. Đại nhân, nơi đó chính là Vẫn Tinh biển lửa, Vẫn Tinh quỷ vương là chúng ta 10 đại quỷ vương bên trong thực lực cường đại nhất, cũng là tính cách táo bạo nhất, sợ là không tốt nói chuyện với nhau. Hắc hổ quỷ vương ngưng tiếng nói. Khi biết Tiêu Phàm muốn hàng phục còn dư lại 5 đại quỷ vương thời khắc, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai người đều vẻ mặt không tin. Nhất là cái này Vẫn Tinh Quỷ Vương, đây chính là 10 đại quỷ vương bên trong tồn tại cường đại nhất, hơn nữa nghe nói thức tỉnh tiền thế ký ức, cũng là duy nhất có thể cùng thập hung quỷ sát tranh phong nhân vật. Cho dù là Vô Cửu Quỷ Vương, cũng là dựa vào thiêu đốt tự thân lực lượng linh hồn, mới khó khăn lắm ngăn trở 5 đại quỷ sát mà thôi. Tính cách là có thể sửa nha, Tiêu Phàm nói hời hợt. Nhưng lời này đứng ở Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Cải biến Vẫn Tinh Quỷ Vương tính cách, hơn nữa còn là cưỡng ép cải biến, trừ bỏ thực lực hoàn toàn nghiền ép, lại như thế nào cải biến. Bọn họ tự nhiên nghe được Tiêu Phàm trong lời nói ý tại ngôn ngoại, kia liền là Vẫn Tinh Quỷ Vương không tốt nói chuyện với nhau cũng phải nói chuyện với nhau. Bằng không mà nói, liền dùng thực lực buộc ngươi nói chuyện với nhau. Phàm Nhi nói rất đúng, tính cách là có thể thay đổi. Túy Ông cũng 10 điểm tán thành gật đầu, cũng không có đem Vẫn Tinh Quỷ Vương để ở trong lòng. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương nhìn thật sâu Túy Ông một cái, nếu là bọn họ không đem Tiêu Phàm lời nói coi là chuyện to tát. Nhưng Túy Ông đây,
Đây chính là Thanh Huyền lâu chủ a, hắn dám nói thế với, vậy đã nói rõ hắn có đầy đủ sức mạnh. Người tới thế nhưng là Hắc Hổ Quỷ Vương. Đột nhiên, chân trời một thanh âm vang lên, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí kích xạ mà đến. Tiêu Phàm đám người thấy thế, không khỏi nhíu mày, bọn họ đến sao băng biển lửa thế nhưng là không người nào biết a, nơi này người làm sao sẽ biết rõ bọn họ muốn tới đây. Tiêu Phàm cùng Túy Ông nhìn nhau, hai người kéo sau lưng vành nón đắp lên, cả người bao phủ áo bào đen bên trong, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương cũng cau mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắc Hổ, chúng ta lấy ngươi làm đầu, Tiêu Phàm đột nhiên dùng giọng ra lệnh nói. Lập tức, Kim Long Quỷ Vương lấy tay vung lên, cũng bọc lấy một bộ áo bào đen, bộ mặt xương mù lượn lờ. Mấy tức về sau, tầm 10 đạo thân ảnh đi tới Tiêu Phàm bọn họ số bên ngoài hơn 10 trượng, cầm đầu là cả người khoác hỏa hồng sắc chiến giáp, gánh vác lấy sắc bén chiến kiếm trung niên nam tử. Trung niên nam tử quanh thân trán phóng huyết sắc vầng sáng, giống như máu tươi nhuộm đỏ, lại dường như hỏa diễm, cho người ta một loại 10 điểm bá đạo cảm giác. Hỏa Trích Quỷ Tướng, Hắc Hổ Quỷ Vương híp hai mắt, nhận ra hỏa hồng chiến giáp nam tử trung niên thân phận, hắn chính là sao băng biển lửa đệ nhất quỷ tướng. Truyền văn, Hỏa Trích Quỷ Tướng đã sớm đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách quỷ vương cảnh giới bán bộ thánh tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, thực lực không thể khinh thường. Vẫn Tinh Quỷ Vương đã chờ đợi Hắc Hổ Quỷ Vương lâu ngày, mời. Hỏa Trích mỉm cười, có thể nụ cười kia, rất có loại tiếu lý tàng đao cảm giác. Hắc Hổ Quỷ Vương mặc dù biết cái này Hỏa Trích Quỷ Tướng danh tiếng, có thể hắn Quỷ Vương thân phận, ngược lại cũng sẽ không bị một cái Quỷ Tướng cho hù sợ. Sao băng hắn làm sao biết ta sẽ? Hắc Hổ Quỷ Vương mặt âm trầm nói. Hỏa Trích Quỷ Tướng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Hắc Hổ, Kim Long, Ma Đao. Thanh Lang bốn đại quỷ tướng chấp hành nhiệm vụ thất bại, bị Thiên Uyên quỷ chủ điều động thập hung quỷ sát gạt bỏ, cái này hay là cái gì bí mật sao? Hắc Hổ nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, bọn họ mặc dù trên đường hoa một chút thời gian, có thể tin tức này cũng xuyên quá nhanh đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, 10 đại quỷ vương khẳng định đều đang những nơi khác có được chính mình thám tử, có thể trước tiên nhận được tin tức cũng không tính là gì. Cái này cùng bổn vương muốn tới nơi này có quan hệ gì sao? Hắc Hổ Quỷ Vương cười lạnh nói, hắn có loại cảm giác bị người giám thị. Chẳng lẽ Hắc Hổ Quỷ Vương không nghĩ báo thù sao? Hỏa Trích Quỷ Tướng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, phóng nhãn Quỷ Khốc Uyên, có thể thay Hắc Hổ Quỷ Vương báo thù người, sợ cũng chỉ có Vẫn Tinh Quỷ Vương rồi a hát. Hắc Hổ Quỷ Vương không có phản bác, con người bên trong lại là hiện lên vẻ kinh hãi. Từ Hỏa Trích Quỷ Tướng trong giọng nói, bọn họ nghe được không giống tầm thường vị đạo, chẳng lẽ Tinh Vẫn Quỷ Vương có thể chiến thắng Thiên Uyên Quỷ Chủ? Vẫn Tinh Quỷ Vương tuy mạnh, thế nhưng không có cường đại đến có thể ứng phó Thiên Uyên Quỷ Chủ a. Đừng nói Thiên Uyên Quỷ Chủ, chính là cái kia thập hung quỷ sát, đoán chừng đều đủ hắn uống một bầu. Hắc Hổ Quỷ Vương, mời đi. Hỏa Trích Quỷ Tướng tự tin cười một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời. Cái này Vẫn Tinh Quỷ Vương thật đúng là thật là lớn tự tin, hắn là cho rằng ngươi muốn mượn tay của hắn báo thù, cho nên mới sẽ tới tìm hắn. Đang lúc Hắc Hổ Quỷ Vương trần chờ một sát na kia, Tiêu Phàm trong bóng tối cho hắn truyền âm nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem, sao băng hắn từ đâu tới tự tin. Hắc Hổ Quỷ Vương lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào liền hướng lấy xa xa hỏa diệm sơn trong biển bay đi. Hỏa Trích Quỷ Tướng mang người chậm rãi theo sau lưng, thẳng đến hộ tống mấy người đến sao băng hỏa diễm hải chỗ sâu nhất một mảnh cung điện vị trí mới dừng lại. Mời, Hỏa Trích Quỷ Tướng khẽ mỉm cười nói. Để Vẫn Tinh đi ra gặp ta, Hắc Hổ Quỷ Tướng đương nhiên sẽ không tiến vào bên trong cung điện kia, vạn nhất Vẫn Tinh Quỷ Vương không có hảo ý, muốn ứng phó hắn đây. Tại bên ngoài, hắn nếu là muốn đào tẩu, vậy ít nhất còn có hy vọng. Nhưng nếu là tiến vào cung điện bên trong, nếu như có bố trí gì, dù cho hắn là quỷ vương, cũng đừng hòng đào tẩu. Hắc Hổ, người vẫn là trước sau như một nhát gan a. Lúc này, một đạo cuồng bá thanh âm đột ngột vang lên, toàn bộ hư không hỏa diễm đều mãnh liệt lay động. Không đợi Tiêu Phàm bọn họ lấy lại tinh thần, vô số hỏa diễm đột nhiên hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hình người thân ảnh, dáng người nhìn qua khôi ngô cường tráng.
khuôn mặt giống như đao tước, cho người ta một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác, bất quá Tiêu Phàm có thể nhìn ra, cái này hẳn không phải là Vẫn Tinh Quỷ Vương lúc đầu khuôn mặt. Vẫn Tinh, người vẫn là trước sau như một phách lối, liền Thiên Uyên Quỷ Chủ đều không coi vào đâu. Hắc Hổ Quỷ Vương cũng châm chọc khiêu khích nói. Ha ha, Vẫn Tinh Quỷ Vương ngửa mặt lên trời cười to, ngay sau đó, cái kia sắc bén con ngươi đột nhiên nhìn về phía Hắc Hổ Quỷ Vương bên người Kim Long Quỷ Vương nói. Làm sao, Kim Long, liền gặp ta cũng không dám, còn che che lấp lấp. Kim Long Quỷ Vương thân hình khẽ run, ngay sau đó xốc lên trên đầu vành nón, hắn không nghĩ tới Vẫn Tinh Quỷ Vương lại có thể nhận ra hắn. Cùng là Quỷ Vương cấp bậc nhân vật, Kim Long Quỷ Vương không khỏi có loại cảm giác bị thất bại. Chủ yếu nhất là, khi hắn bại lộ thân phận thời điểm, Vẫn Tinh Quỷ Vương những cái kia cấp dưới, căn bản không có chấn động ý hoảng sợ. Tựa như đã sớm biết hắn cũng phải đến một dạng. Tốt rồi, Hắc Hổ, Kim Long, bổn vương cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Đột nhiên, Vẫn Tinh Quỷ Vương 10 điểm thanh âm bá đạo vang lên, bổn vương cho các ngươi một cơ hội, thần phục với bổn vương. Thần phục Tinh Vẫn Quỷ Vương. Nếu như trước đó, Tinh Vẫn Quỷ Vương có thể ứng phó Thiên Uyên Quỷ Chủ, báo thù cho bọn họ, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, bọn họ trước đó không phải cũng thần phục Thiên Uyên Quỷ Chủ, bây giờ tối đa chỉ là đổi một cái chủ nhân mà thôi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn thế nhưng là bị Tiêu Phàm gieo cấm thần tỏa hồn ấn, nếu là bọn họ dám thần phục Tinh Vẫn Quỷ Vương yêu cầu, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Tinh Vẫn, bổn vương biết rõ người thực lực không tệ, thế nhưng không cùng thập hung quỷ sát so sánh tư cách a. Hắc Hổ Quỷ Vương giễu cợt nói. Thập hung quỷ sát. Đây chính là chân chính cỗ máy giết chóc a, ở bán bộ thánh tôn cảnh bên trong, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại, đoán chừng cũng chỉ có túy ông cấp bậc này có thể chiến thắng. Tinh Vẫn Quỷ Vương, tối đa cũng chính là cùng thập hung quỷ sát một cấp bậc mà thôi, có mạnh hơn cũng mạnh không đến đâu. Thế nhưng là thập hung quỷ sát không phải một người, mà là 10 cái a, lấy một địch 10, dù cho túy ông cũng không phải là đối thủ. Có thể nói, thánh tôn cảnh phía dưới. Thập hung quỷ sát liên thủ, ở quỷ khốc huyên cơ hồ là sự tồn tại vô địch, trừ phi còn có một chi đồng dạng lực lượng. Thập hung quỷ sát, Vẫn Tinh Quỷ Vương cũng không có phản bác, tay phải nhẹ nhàng một nắm, trong tay lập tức ngưng tụ một cái hỏa cầu, thản nhiên nói, bọn hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng nếu đến bổn vương Vẫn Tinh hỏa hải, bổn vương chưa hẳn e ngại bọn họ. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai người nhìn nhau. Bọn họ mặc dù cũng không tin Vẫn Tinh Quỷ Vương mà nói, nhưng vạn nhất đây. Vạn nhất Vẫn Tinh Quỷ Vương thực có đủ thực lực ứng phó thập hung quỷ sát, vậy bọn hắn cũng không cần phải chạy trốn a. Lúc này, hai người không tự chủ được dùng ánh mắt còn lại quét về phía Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ai cũng không biết, Tiêu Phàm ánh mắt cùng tâm thần đều trên bầu trời. Trận pháp, không đúng, là linh hồn pháp bảo hình thành kết giới. Có thể ngăn cách nội ngoại. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói lấy, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó Tiêu Phàm cho Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương truyền âm nói, không cần sợ, hắn khoác lác mà thôi. Khoác lác, hai đại quỷ vương trong lòng hồ nghi, Vẫn Tinh Quỷ Vương thế nhưng là dã tâm bừng bừng người a, lại làm sao có thể khoác lác đây. Coi như hắn khoác lác, cái kia cũng không nên như vậy phách lối a. Vạn nhất gia châu thổi phá. Xui xẻo nhưng chính là hắn Vẫn Tinh Quỷ Vương. Hắc Hổ, Kim Long, bổn vương cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Vẫn Tinh Quỷ Vương 10 điểm bá đạo nói, đã mất đi kiên nhẫn một dạng. Vẫn Tinh Quỷ Vương vốn là lấy tính khí nóng nảy xưng danh, khả năng đủ cùng Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã coi là không tệ. Chết, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương đồng thời cười to. Hắc Hổ Quỷ Vương càng là nói, bằng ngươi một người, cũng có thể lưu lại chúng ta sao? Dứt lời, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai người đồng thời lấy tay vung lên, một cỗ đại lực bọc lấy Tiêu Phàm cùng Túy Ông, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, hư không một đạo tiếng hét lớn vang lên, lại là Tiêu Phàm bọn họ hậu phương, một đạo lợi mang bóng kích xạ mà tới, phảng phất đem hư không đều xé thành hai nửa. Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương hai người phản ứng rất nhanh, lấy tốc độ cực nhanh hiểm mà hiểm tránh thoát đạo kia lợi mang công kích, mặc cho lợi mang vừa lúc từ giữa hai người bay qua.
Ngay sau đó, hai người dừng thân hình, vẻ mặt tức giận nhìn phía sau đánh lén người, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy đứng nơi xa bốn bóng người lúc, con người không tự chủ được đột nhiên rụt lại mấy lần. Xuân Hạ Thu Đông Tứ Vương, Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương hai người kinh hô mà ra, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Quỷ Khốc Huyên có được 10 đại quỷ vương, Vô Cửu Quỷ Vương, Thanh Lang Quỷ Vương cùng Ma Đao Quỷ Vương đã chết, Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương bị Tiêu Phàm áp chế, bị ép thần phục. Trừ cái đó ra, còn có 5 đại quỷ vương, Tinh Vẫn Quỷ Vương chính là một cái trong số đó, mà còn dư lại 4 đại quỷ vương, chính là cái này Xuân Hạ Thu Đông Tứ Vương. 4 đại quỷ vương cá thể thực lực, cũng liền cùng Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng 4 người liên thủ, cũng không người dám đắc tội bọn họ, thực lực đoán chừng còn ở trên Vẫn Tinh Quỷ Vương. Đây cũng là Tiêu Phàm dẫn đầu tìm đến Vẫn Tinh Quỷ Vương một trong những nguyên nhân, không hề chỉ là bởi vì Vẫn Tinh Quỷ Vương thực lực mạnh nhất, mà là Vẫn Tinh Quỷ Vương một thân một mình, rất tốt ứng phó. Hơn nữa, bọn họ có Túy Ông, hơn nữa 2 đại quỷ vương, trên cơ bản bắt sống Vẫn Tinh Quỷ Vương là không có quá nhiều vấn đề. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, nơi này còn xuất hiện Xuân Hạ Thu Đông Tứ Vương. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, cái này đầu Hạ Thu Đông 4 đại quỷ vương, có vẻ như đều nghe từ Vẫn Tinh Quỷ Vương mà nói, nói cách khác, bọn họ thần phục Vẫn Tinh Quỷ Vương. Hắc Hổ cùng Kim Long hai người, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Vẫn Tinh Quỷ Vương, dựa vào cái gì thu phục Xuân Hạ Thu Đông 4 đại quỷ vương đây? Hắc Hổ, Kim Long, thật lâu không gặp. Trong đó một cái tu sĩ cười nhạt một tiếng, hướng về phía Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Các ngươi vậy mà thần phục sao băng? Đen xám Quỷ Vương kinh ngạc không thôi, ngay sau đó phẫn nộ nói, coi như bọn họ ở trong này lại như thế nào, chúng ta muốn chạy trốn, ngươi cũng ngăn không được. Hiện tại, bọn họ chỉ có Túy Ông cùng bọn hắn 2 đại quỷ vương, mà đối phương lại là có Vẫn Tinh Quỷ Vương cùng đầu Hạ Thu Đông 4 quỷ vương, làm sao là đối thủ của đối phương. Khó trách Vẫn Tinh Quỷ Vương tự tin như vậy, nguyên lai hắn đã sớm để Xuân Hạ Thu Đông 4 đại quỷ vương chờ ở chỗ này. Lấy Hắc Hổ cùng Kim Long thực lực của 2 người bọn họ, lại là rất khó trốn được. Nhưng mà, bọn họ không phát hiện là, ở bên người Vẫn Tinh Quỷ Vương, đột nhiên lại xuất hiện một đạo không giải thích được thân ảnh, thẳng đến này người khí tức trên thân nở rộ mà ra, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Từ người kia trên thân tán phát khí tức để phán đoán, cũng là quỷ vương cấp bậc, cũng chính là bán bộ thánh tôn cảnh. Lại một cái bán bộ thánh tôn cảnh, Hắc Long cùng Kim Long Quỷ Vương hai người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, đối phương lấy 6 địch 3, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ. Hai người trước tiên nghĩ tới là trốn, có thể Tiêu Phàm lại bình tĩnh như trước đứng ở cái kia, căn bản không có chạy trốn ý tứ. Hiện tại thế nào? Vẫn Tinh Quỷ Vương khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại chúng ta còn ngăn không được sao? Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương sắc mặt tái xanh, nhóm người mình vậy mà sớm đã bị mai phục, buồn cười là, bọn họ còn kiên trì đến cùng đến Vẫn Tinh Hỏa Hải. Nguyên bản bọn họ nghĩ chế phục Vẫn Tinh Quỷ Vương nhường hắn thần phục. Đến lúc đó cùng một chỗ ứng phó thập hung quỷ sát, chỗ nào còn sẽ nghĩ đến, Vẫn Tinh Quỷ Vương đã sớm bố trí cục này, chờ lấy bọn họ chui vào trong. Thở sâu, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương không tự chủ được quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiêu Phàm, bây giờ là muốn Tiêu Phàm quyết định thời điểm. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm thời khắc này ánh mắt lạnh lùng hướng về Vẫn Tinh Quỷ Vương bên người cái kia không giải thích được thân ảnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Cùng lúc đó, đối diện đạo thân ảnh kia ánh mắt cũng là dày đặc khí lạnh hướng về Tiêu Phàm. Mấy tức về sau, thân ảnh kia bỗng nhếch miệng cười một tiếng, phun ra một đạo hí ngược thanh âm, Tiêu Phàm, không nghĩ tới thật là ngươi, lần này ta xem ngươi làm sao trốn. Hoang Nguyên Cực, Tiêu Phàm sắc mặt như thường, bất quá con ngươi lại là dày đặc khí lạnh nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương bên người người kia. Hoang Nguyên Cực, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Lúc trước hắn thôi động cửu u địa ngục cửa vào, cùng một chỗ thôn phệ Hoang Nguyên Cực, Hoang Kiếm cùng Cơ Tuần Thiên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà ở đây bên trong gặp được Hoang Nguyên Cực. Hơn nữa, lão già này lại còn không có đánh mất ký ức, liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân. Trong lòng của hắn có loại cảm giác cổ quái, từ lần trước từ phi tiên bí cảnh trở về,
liền tựa như có loại hết sức kỳ lạ lực lượng, đem hắn cùng Hoang Nguyên Cực liên hệ với nhau. Mệnh kiếp, không thể nào, đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi một cái lộp bộp, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Mệnh kiếp mà nói, huyễn hoặc khó hiểu, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói bản thân đã từng là chiến hồn đại lục chiến thiên hạ mệnh kiếp, giữa hai bên cơ hồ liền là ngươi không chết, chính là ta vong quan hệ. Khó trách lão già này vẫn muốn giết chết bản thân, Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, Hoang Nguyên Cực cùng hắn tầm đó cũng không phải thật sự là mệnh kiếp, mà là hắn để Tử Thiên La khắc họa một đạo mệnh kiếp thiên ấn mà thôi. Ha ha, Tiêu Phàm, chết đi cho ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Hoang Nguyên Cực khá là hưng phấn, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Cơ hội tốt như vậy, Hoang Nguyên Cực lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Vẫn Tinh Quỷ Vương cau mày nhìn thoáng qua, bất quá cũng không có ngăn cản, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, cũng chính là thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, dạng người này, căn bản không vào hắn pháp nhãn. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại là nhường hắn kinh ngạc hết sức. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản không ý định động thủ, ngược lại là bên cạnh hắn Hắc Bào Nhân đột nhiên tiến lên một bước, một chưởng giận đập mà ra. Cô kia nổ tính lực lượng, để Vẫn Tinh Quỷ Vương đều một trận hãi hùng khiếp vía. Hoang Nguyên Cực cũng cảm nhận được có cái gì không đúng, bất quá hắn dù sao cũng là hoang gia túc lão, lão tổ cấp bậc nhân vật, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trước tiên hướng phía sau thối lui. Bất quá, tuy ông tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều, cơ hồ trong chớp mắt sẽ đến trước người hắn, một chưởng hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Hoang Nguyên Cực thân thể giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, chỗ ngực xuất hiện một cái cửa hang lớn, thân thể thiếu chút nữa cũng bị cái kia chưởng cương đánh tan. Cũng may thánh đế cảnh linh hồn chi thể coi như cường tráng, bằng không mà nói, một chưởng này đủ để muốn Hoang Nguyên Cực mệnh. Hoang Nguyên Cực bay ngược vài dặm mới đứng vững thân hình, trên người linh hồn chi lực nhanh chóng xói mòn, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Hắn mặt âm trầm, kinh ngạc nhìn Túy Ông, đáy mắt chỗ sâu có một tia sợ hãi. Xa xa Vẫn Tinh Quỷ Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, quanh thân hỏa diễm càng thêm sao động. Hoang Nguyên Cực thực lực hắn biết rõ, đơn thuần lực lượng linh hồn, đó là có thể cùng hắn so sánh a. Nhưng hiện tại, Hoang Nguyên Cực ở Hắc Bào Nhân kia trước mặt liền sức phản kháng đều không có, liền bị một chưởng đánh bay, kém chút đánh giết. Đây chẳng phải là nói, Hắc Bào Nhân kia thực lực còn ở phía trên hắn. Thực sự là ồn ào. Tiêu Phàm khoát tay áo, cười lạnh nhìn xem Hoang Nguyên Cực, Túy Ông cũng hết sức phối hợp, cung kính thối lui đến Tiêu Phàm một bên, một bộ người làm nhân vật. Cái này 10 điểm động tác đơn giản, có thể nhìn trong mắt mọi người, lại là cực kỳ kinh hãi. Lấy Hắc Bào Nhân kia thực lực, không nói thánh tôn cảnh phía dưới vô địch, cái kia cũng không xê xích gì nhiều a, nhưng nhìn lấy tư thế, hắn chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Liền hạ nhân đều khủng bố như thế, vậy hắn bản thân lại là làm sao cường đại? Không, chuẩn xác mà nói, là sau lưng hắn thực lực biết bao khủng bố, bởi vì Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi. Chỉ có Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai cái biết rõ làm sao chuyện. Bọn họ trong bóng tối cho Tiêu Phàm cùng Túy Ông giơ ngón tay cái lên. Một cái này động tác đơn giản, đoán chừng liền chấn trụ đối diện Vẫn Tinh Quỷ Vương. Ngay sau đó, hai người cũng liền vội cung kính đi đến Tiêu Phàm sau lưng, cúi đầu, một bộ lại kính vừa sợ bộ dáng. Đối diện Vẫn Tinh Quỷ Vương cùng Hoang Nguyên Cực thấy thế, trong lòng càng là không có ngọn nguồn. Vẫn Tinh Quỷ Vương đúng không, ngay cả ta người, người cũng muốn đoạt. Lúc này, Tiêu Phàm xốc lên vành nón, lộ ra vốn có dung mạo, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương. Ngươi là ai? Vẫn Tinh Quỷ Vương sầm mặt lại. Trong lòng của hắn càng thêm đắn đo khó định, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương dáng vẻ không thể là giả đi ra a, cái này thân phận của người trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, nói, nếu như ta suy đoán không sai. Người vậy đối phó thập hung quỷ sát cùng thiên uyên quỷ chủ tự tin, chính là đến từ Hoang Nguyên Cực sao? Vẫn Tinh Quỷ Vương nheo mắt, ngay sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Hoang Nguyên Cực. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh không thôi, bất quá mặt ngoài lại là bình tĩnh như phong, nói, Hoang Nguyên Cực phản bội chủ thượng, đáng chém, ngươi cần phải cản ta.
Vẫn Tinh Quỷ Vương nheo mắt, Tiêu Phàm điệu bộ này, nhưng hắn trong lòng càng thêm không có ngọn nguồn. Phản bội chủ thượng, Tiêu Phàm, người cho rằng điểm nhỏ này trò xiếc có thể lừa gạt đến Vẫn Tinh Quỷ Vương sao? Hoàng Nguyên cực cười lạnh không thôi, nếu như không phải kiêng kỵ Túy ông, hắn đã sớm xông tới. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là hướng về Vẫn Tinh Quỷ Vương tiện tay vung ra một cái bình ngọc, nói chủ thượng từng nói ngươi thực lực trả qua phải đi, có tư cách là chủ thượng hiệu lực. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa ai? Hoàng Nguyên cực cười to, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ là, nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng tụ ở vậy, chỉ thấy Vẫn Tinh Quỷ Vương tiếp nhận bình ngọc, nhìn thoáng qua sau sắc mặt bỗng đại biến. Người chủ thượng là ai? Vẫn Tinh Quỷ Vương hít sâu một cái nói. Cũng khó trách Vẫn Tinh Quỷ Vương khiếp sợ như vậy, đây chính là U Minh Thánh Thủy A, hơn nữa còn là nguyên một bình. Phóng nhãn cửu U địa ngục, có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy U Minh Thánh Thủy người, chỉ ít cũng là năm đại thế lực chi chủ như vậy cấp độ A. Không, cho dù là năm đại thế lực chi chủ, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Vẫn Tinh Quỷ Vương, không nên hỏi không cần hỏi. Tiêu Phàm thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nói thứ này, là ta đưa cho ngươi, không phải chủ thượng ý tứ, ta muốn giết hắn, các ngươi cần phải ngăn ta. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo lại lạnh lùng quét Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương một cái. Bốn đại quỷ vương lộ ra nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương, bọn họ không biết Vẫn Tinh Quỷ Vương vì sao đột nhiên kiêng kỵ như vậy Tiêu Phàm thân phận. Chỉ thấy Vẫn Tinh Quỷ Vương trầm mặc lúc này. Lại phức tạp nhìn một cái Hoang Nguyên Cực, trong lúc nhất thời khó có thể làm quyết định. Vẫn Tinh Quỷ Vương, ta không phải bọn hắn người, hắn là lừa gạt ngươi. Ngược lại là Hoang Nguyên Cực lại cũng chìm chịu không nổi cỗ kia áp lực. Nếu như Vẫn Tinh Quỷ Vương không cứu hắn, cái kia lấy Túy Ông cùng Hắc Hổ, Kim Long lớn Quỷ Vương ba người thực lực, hắn tuyệt đối tai kiếp khó thoát a. Hoang Nguyên Cực nằm mộng cũng muốn không đến, bản thân thật tốt thế cục. Lại bị Tiêu Phàm một cái bình nhỏ cho đảo ngược. Hắn rất muốn biết rõ, cái kia bên trong bình chứa đến cùng là cái gì. Giết a, Tiêu Phàm nhìn thấy Vẫn Tinh Quỷ Vương không nói, tựa như kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn, trên người bộc phát ra sát khí lạnh lẽo. Hô, cũng đúng lúc này, Hoàng Nguyên cực rốt cục không chịu nổi cỗ kia áp lực, lách mình hướng về chân trời bỏ chạy. Trốn, nhìn thấy Hoàng Nguyên cực đạp không đào tẩu. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng nặc ý cười. Điều này nói rõ, kế sách của hắn thành công. Đầu tiên là Hoang Nguyên Cực chủ động xuất thủ, Túy Ông một kích toàn lực đánh bay Hoang Nguyên Cực, trong nháy mắt chấn nhiếp đến Vẫn Tinh Quỷ Vương. Sau đó Tiêu Phàm ném ra ngoài một bình U Minh Thánh Thủy, lấy đại thủ bút đưa cho chính mình ngụy tạo một cái thân phận, để Vẫn Tinh Quỷ Vương không dám tự tiện động thủ. Sau đó chính là cường thế chấn nhiếp. Triệt để đè lại Vẫn Tinh Quỷ Vương, càng là hù dọa Hoang Nguyên Cực. Đến đây, Hoang Nguyên Cực lúc đầu một tay bài tốt, bị hắn đánh nhão nhoẹt. Ở Hoang Nguyên Cực đạp không mà lên một sát na kia, Túy Ông trước tiên kịp phản ứng, tốc độ không biết so Hoang Nguyên Cực nhanh bao nhiêu, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Ngay sau đó, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương cũng đồng thời xuất thủ, ba người trong nháy mắt đem Hoang Nguyên Cực vây ở trung ương. Vẫn Tinh Quỷ Vương, bọn họ là lừa gạt ngươi, cứu ta. Hoang Nguyên Cực gào thét lớn. Hắn thực lực bản thân không sai, chính là Quỷ Vương cấp bậc, nhưng hôm nay hắn phải đối mặt là ba đại Quỷ Vương, trong đó Túy Ông càng là một đòn bại lui hắn tồn tại, cái này khiến hắn làm sao không hoảng hốt. Vẫn Tinh Quỷ Vương thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, có thể Tiêu Phàm lại là liền con mắt đều không nhìn hắn, hoàn toàn đem hắn xem như không tồn tại. Bộ dáng kia, căn bản chính là khinh thường hắn Vẫn Tinh Quỷ Vương. Vẫn Tinh Quỷ Vương bị Tiêu Phàm bộ này cao thâm mà chắc bộ dáng dọa sợ, cuối cùng giữ vững trầm mặc. Phản bội chủ thượng người, giết không tha, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Đối Hoang Nguyên Cực sát ý, Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm, Hoang Nguyên Cực lại nhiều lần muốn giết hắn, càng là muốn hủy diệt Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Túy Ông ba người không có chút gì do dự, dùng hết toàn lực xuất thủ, cuồng bạo linh hồn năng lượng bao phủ hư không, bên trong truyền đến Hoang Nguyên Cực tiếng kêu thảm thiết. Vẫn Tinh Quỷ Vương, cứu ta, là ta cho ngươi đại cửu lưu quang cháo a. Đại cửu lưu quang cháo, Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong lòng hơi động,
bỗng nhìn thấy trên bầu trời, đạo kia huyền diệu lồng ánh sáng năng lượng, trầm ngâm nói, đây không phải hoang gia linh hồn pháp bảo sao? Nguyên lai chủ thượng rửa chân bồn bị ngươi trộm đi. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Hoang Nguyên Cực một cái, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào Vẫn Tinh Quỷ Vương trên người. Vẫn Tinh Quỷ Vương, ta nghĩ ngươi thì nguyện ý trả lại cho ta đúng không hả? Tiêu Phàm trong giọng nói tràn đầy một loại ý uy hiếp, tựa như chỉ cần Vẫn Tinh Quỷ Vương nói một chữ không, Tiêu Phàm liền Vẫn Tinh Quỷ Vương đều muốn giết. Vẫn Tinh Quỷ Vương nheo mắt, hắn nhưng là nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Rửa chân bồn, cái kia đại cửu lưu quang cháo thế nhưng là cực kỳ cường đại linh hồn pháp bảo a, ở nơi này tiểu tử trong mắt, làm sao thành rửa chân bồn. Cái kia chủ thượng, lại là hạng gì tồn tại, vậy mà dùng bậc này chí bảo làm rửa chân bồn. Xuân hạ thu đông bốn đại quỷ vương cũng không phải người ngu, bọn họ nhìn nhau, cũng khó khăn che đậy trong mắt chấn kinh chi sắc. Ngươi không nguyện ý, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Vẫn Tinh Quỷ Vương cơ thể hơi run lên, liền vội vàng giải thích nói, không, không phải, bổn vương đương nhiên vui lòng trả lại. Nói đùa cái gì, cái này đại cửu lưu quang cháo chỉ là đối phương một cái rửa chân bồn mà thôi, như thế nào hắn có thể chiếm đoạt. Giờ khắc này, Vẫn Tinh Quỷ Vương đã không sai biệt lắm bắt đầu tin tưởng Tiêu Phàm thân phận, căn bản không dám có nửa điểm phản loạn. Ngay sau đó, Vẫn Tinh Quỷ Vương lấy tay vung lên, hư không bỗng khẽ run lên. Một đạo thất thải quang mang lóe lên, sau đó vụt nhỏ lại, tại hư không ngưng tụ thành một cái giống như chậu rửa mặt lồng ánh sáng. Tiêu Phàm thấy thế, hài lòng gật đầu, nói, ngươi để cho ta rất hài lòng. Bộ dáng kia, tựa như là đối Vẫn Tinh Quỷ Vương to lớn nhất khẳng định cùng tán dương, để Vẫn Tinh Quỷ Vương cùng đầu hạ thu đông bốn đại quỷ vương đều cảm thấy đương nhiên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, cái kia đại cửu lưu quang cháo trong nháy mắt rơi dưới chân hắn. Tiêu Phàm một cước dẫm ở bên trên, con người không có nhìn nhiều. Nguyên bản đối Tiêu Phàm còn có mấy phần hoài nghi Vẫn Tinh Quỷ Vương, giờ khắc này hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm. Phải biết, đại cửu lưu quang cháo thế nhưng là chuẩn tôn giai pháp bảo a, hơn nữa còn là linh hồn pháp bảo, phóng nhãn cửu u địa ngục, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Nhưng chân quý như vậy chuẩn tôn giai pháp bảo, Tiêu Phàm lại là như thế khinh thường, trực tiếp dẫm ở dưới chân. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm ra a. Hắn không biết là, Tiêu Phàm cảm thụ được dưới chân đại cửu lưu quang cháo, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc, chuẩn tôn giai linh hồn pháp bảo, thật đúng là hiếm thấy a, trước luyện hóa lại nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt toàn bộ dung nhập dưới chân bên trong đại cửu lưu quang cháo, nhưng hắn vui chính là, Vẫn Tinh Quỷ Vương vậy mà xóa đi bản thân ở trong đại cửu lưu quang cháo bên cạnh lưu lại ấn ký. Kể từ đó, hắn luyện hóa đại cửu lưu quang cháo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. A đột nhiên, chân trời truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hoang Nguyên Cực cũng coi là suối quẩy, hắn vì giết chết Tiêu Phàm, bản thân trên người mình lưu lại cùng Tiêu Phàm ở giữa mệnh kiếp thiên ấn, quan hệ giữa hai người có thể nói là thủy hỏa bất dung. Nếu như Hoang Nguyên Cực có được đại cửu lưu quang cháo, vậy cũng chưa chắc không thể cùng túy ông bọn họ một trận chiến, chỉ ít chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng hắn lại đem đại cửu lưu quang cháo cho Vẫn Tinh Quỷ Vương, bây giờ chờ đợi suy đoán của hắn chỉ có tử vong. Lấy Hoang Nguyên Cực tâm tính, không nên đem đại cửu lưu quang cháo đưa cho Vẫn Tinh Quỷ Vương mới đúng a. Tiêu Phàm trong lòng có chút buồn bực. Hoang Nguyên Cực dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, quỷ vương cấp bậc thực lực, có được đại cửu lưu quang cháo hắn. Dù cho Vẫn Tinh Quỷ Vương đều không phải là đối thủ của hắn a. Vẫn Tinh Quỷ Vương, người đã đáp ứng ta không muốn đại cửu lưu quang cháo, người liền bảo ta không chết. Hoang Nguyên Cực thanh âm còn dường như sấm sét, dường như trở thành sau cùng thất truyền. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu được. Hóa ra là Vẫn Tinh Quỷ Vương cưỡng ép cướp đi Hoang Nguyên Cực đại cửu lưu quang cháo, bây giờ căn bản liền nếu không trở lại. Lúc ấy Hoang Nguyên Cực bị ta đánh trúng, đoán chừng người cũng bị thương nặng, Vẫn Tinh Quỷ Vương thừa dịp hắn thụ thương, cướp đi đại cửu lưu quang cháo. Tiêu Phàm đối chuyện lúc trước cũng đại khái có cái phỏng đoán. Chỉ là hắn không hiểu là, cái này Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương, lại là làm sao thần phục Vẫn Tinh Quỷ Vương đây. Tiêu Phàm, ta hoang gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc động kia bên trong,
truyền đến Hoang Nguyên Cực sau cùng tiếng kêu thảm thiết, liền lại cũng không một tiếng động. Lúc này, Túy Ông, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương ba người lần nữa trở lại Tiêu Phàm bên người. Đại nhân, bất hạnh nhục mạ, Hắc Hổ Quỷ Vương cung kính thi lễ nói. Quá chậm, Tiêu Phàm lắc đầu, rất nghiêm túc phê bình nói, tựa như đối bọn hắn tốc độ không hài lòng lắm. Túy Ông cùng Kim Long Quỷ Vương nghe nói như thế, trong lòng co quắp một trận. Tiêu Phàm đây cũng quá có thể trang a, hiện tại ba cái bán bộ thánh tôn cảnh phối hợp ngươi, ngươi ngay cả Quỷ Vương cũng dám qua mặt. Nếu là tìm đến một hai cái thánh tôn cảnh phối hợp ngưu, hắn chẳng phải là có thể giả dạng làm thiên hạ chi chủ. Nhưng chính là Tiêu Phàm giả bộ như vậy, quả thực là dọa đến Vẫn Tinh Quỷ Vương cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn đại Quỷ Vương liền cái rắm cũng không dám thả một cái, trong lòng bọn họ lại không thể không bội phục Tiêu Phàm. Nếu như không phải biết rõ Tiêu Phàm nội tình, bọn họ thật vẫn tin. Tiểu Tinh a, đột nhiên, Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương, thản nhiên nói, hiện tại có một cơ hội cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không quý trọng. Tiểu Tinh, Túy Ông ba người bọn họ trong lòng co quắp một trận, đây chính là Quỷ Khốc Huyên 10 đại Quỷ Vương bên trong một người cường đại nhất a, ngươi gọi hắn Tiểu Tinh. Nếu như không phải phải phối hợp Tiêu Phàm lạnh lẽo cô quạnh cùng sâu không lường được, bọn họ tuyệt đối sẽ nhìn không được bật cười. Để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn chính là, chỉ thấy Vẫn Tinh Quỷ Vương đột nhiên hơi hơi khom người, cười hỏi công tử, không biết là cơ hội gì. Ngươi không phải muốn giết Thiên Uyên Quỷ Chủ, chiếm lấy sao? Tiêu Phàm đột nhiên cười nhìn lấy Vẫn Tinh Quỷ Vương nói. Giết Thiên Uyên Quỷ Chủ, Vẫn Tinh Quỷ Vương ánh mắt hơi sáng, chỉ là... Vừa mới có được đại cửu lưu quang cháo, hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc ứng phó thánh tôn cảnh Thiên Uyên Quỷ Chủ, huống chi hiện tại không còn có cái gì nữa. Trước đó nói như vậy, chỉ là muốn hù dọa Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương, muốn nhân cơ hội hàng phục hai người bọn họ mà thôi. Thật muốn hắn đi giết Thiên Uyên Quỷ Chủ, trừ phi hắn chán sống rồi. Hắn hiện tại, dù cho lại cho hắn 12 cái lá gan, hắn cũng không dám đi a. Thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không dám có. Công tử nói đùa, tại hạ không có nói qua lời này. Vẫn Tinh Quỷ Vương cưỡng ép cười nói. Ta không phải muốn ngươi đi giết Thiên Uyên Tiểu Nhi, hơn nữa, ngươi cũng không phải Thiên Uyên Tiểu Nhi đối thủ. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, một ngụm một câu Thiên Uyên Tiểu Nhi, tựa như hắn thực không đem Thiên Uyên Quỷ Chủ để ở trong mắt một dạng. Nhưng lời này nghe vào Vẫn Tinh Quỷ Vương trong tai. Lại tựa như biết bao tự nhiên, dễ nghe. Tiêu Phàm căn bản không đem Thiên Uyên Quỷ Chủ để ở trong mắt, gọi hắn một câu Thiên Uyên Tiểu Nhi, vậy thì như thế nào đây? Bất quá, đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, lấy ngươi thực lực, ứng phó cái kia thập hung quỷ sát hẳn không có vấn đề chứ. Miễn là ngươi giải quyết thập hung quỷ sát, ta thay chủ thượng làm chủ, cái này rửa chân bồn cho ngươi làm sao? Nghe nói như thế, Vẫn Tinh Quỷ Vương ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái này đại cửu lưu quang cháo cường đại. Mặc dù hắn ứng phó Thiên Uyên Quỷ Chủ hắn không bất kỳ nắm chắc nào, nhưng đối phó cái kia thập hung quỷ sát cũng không có vấn đề a. Công tử nói thế nhưng là thực, Vẫn Tinh Quỷ Vương đôi mắt hiện lên một vòng vẻ nôn nóng. Bản công tử nói một là một, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nói cái này là khảo nghiệm đối với ngươi, nếu là ngươi có thể thành công, nhưng ngươi trở thành Quỷ Khốc Huyên chi chủ lại như thế nào? Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hết sức làm được. Vẫn Tinh Quỷ Vương vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, nhưng trong lòng là có chút cười lạnh. Cái này đại cửu lưu quang cháo trước tiên có thể cho ngươi mượn dùng. Tiêu Phàm cũng rất là hào phóng, nói, ngươi cho bản công tử an bài cái chỗ ở. Hỏa Trích, mang công tử bọn họ đi Tinh Hải nghỉ ngơi. Vẫn Tinh Quỷ Vương tiếp nhận đại cửu lưu quang cháo, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Hỏa Trích quỷ tướng ra lệnh. Hỏa Trích quỷ tướng biết rõ Tiêu Phàm bọn họ một bọn rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không biết vì sao Vẫn Tinh Quỷ Vương sẽ không đánh mà hàng. Chỉ là đối với Sao Băng quỷ tướng mệnh lệnh, hắn từ tới đều sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phàm bọn họ đi theo Hỏa Trích quỷ tướng rời đi, hư không chỉ còn lại có Vẫn Tinh Quỷ Vương cùng đầu Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương. Đại nhân, lúc này, Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương đi tới, một người trong đó nhịn không được hỏi. Lấy thực lực của chúng ta, vì sao muốn khuất phục bọn họ? Các ngươi cho là ta nghĩ sao? Vẫn Tinh Quỷ Vương trong nháy mắt biến thành người khác đồng dạng,
híp hai mắt hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng, nói thân phận của người này, sợ là thực không đơn giản a. Đại nhân, cái kia bình ngọc bên trong chứa là cái gì? Một cái khác quỷ vương nhìn không được hỏi. Vẫn tinh quỷ vương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, phất tay, bốn giọt chất lỏng lập tức xuất hiện ở hư không, hít sâu một cái nói chính là cái này. U Minh Thánh Thủy, Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương liếc mắt liền nhận ra, thiếu chút nữa thì nhìn không được hít một hơi lạnh. Hiện tại, các ngươi biết rõ ta vì sao không cứu Hoang Nguyên Cực rồi a hát. Vẫn tinh quỷ vương đắng chát cười một tiếng, nói, người này tiện tay thì cho một bình U Minh Thánh Thủy, hơn nữa liền đại cửu lưu quang cháo đều không để trong mắt, các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể chống lại. Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương trầm mặc, coi như Tiêu Phàm phía trước mọi thứ đều là giả vờ, có thể cái này tiện tay một bình U Minh Thánh Thủy, tuyệt đối không phải trang. Không có người nào ngốc đến dùng một bình U Minh Thánh Thủy, đi cố ý trang xa xỉ đây. Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương trầm mặc, bọn họ trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán định Tiêu Phàm thật giả, bất quá trước mắt bốn giọt U Minh Thánh Thủy lại là thực. Bốn giọt này U Minh Thánh Thủy, các ngươi trước nhận lấy, chúng ta trước hết nghĩ nghĩ như thế nào giải quyết cái kia thập hung quỷ sát. Vẫn tinh quỷ vương đột nhiên thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Đại nhân, người thật muốn. Trong đó một cái quỷ vương kinh ngạc nhìn vẫn tinh quỷ vương. Các ngươi đi theo ta cũng không ít thời gian a. Vẫn tinh quỷ vương nói. Chúng ta bốn người năm đó cũng là đại nhân cứu, đã có hơn 3 vạn năm. Trong đó một cái quỷ vương hết sức trịnh trọng gật gật đầu, đại nhân tri ân không dám quên. Vẫn tinh quỷ vương lại là lắc đầu, nói các ngươi hẳn phải biết cách làm người của ta là loại kia người ngồi chờ chết sao. Nhìn thấy Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương lắc đầu, vẫn tinh quỷ vương lại nói, chúng ta 10 đại quỷ vương. Bây giờ đã chết 3 cái, Hắc Hổ cùng Kim Long nếu không phải thần phục cái kia thần bí công tử, đoán chừng cũng đã chết, các ngươi cảm thấy, Thiên Uyên quỷ chủ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bốn đại quỷ vương trầm mặc không nói, bọn họ đều hiểu bao nhiêu Thiên Uyên quỷ chủ làm người, nhóm người mình nếu là có nửa điểm phản nghịch manh mối, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể lấy thực lực của chúng ta, cũng không phải thập hung quỷ sát đối thủ a, bọn họ thế nhưng là sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Một người trong đó lo lắng nói, nếu như là 1 đối 1, chúng ta chưa chắc là đối thủ, nếu như là bọn họ 10 người đánh tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn tinh quỷ vương híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hàn quang cùng ngoan sắc, có thể nếu là chúng ta 5 người đối chiến 2 người đâu. Dừng một chút, vẫn tinh quỷ vương vừa cười một tiếng nói, ta vừa mới nhận được tin tức, có 2 cái hung sát chính hướng về chúng ta nơi này chạy đến. Cái kia công tử thần bí có lẽ cũng đã sớm biết, cho nên mới sẽ khảo nghiệm ta. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ cười to không thôi, hắn nhưng không có muốn khảo nghiệm vẫn tinh quỷ vương ý tứ, hắn chỉ là muốn mượn vẫn tinh quỷ vương tay, đối giết chết mấy cái quỷ sát mà thôi. Cho dù ứng phó 2 người, chúng ta cũng phải chuẩn bị một phen mới được. Bốn đại quỷ vương vẫn còn có chút lo lắng. Đây chính là hung danh hiển hách thập hung quỷ sát. Đừng nói đối mặt 2 người, chính là đối mặt 1 người, bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, Sao Băng nhìn xem trong tay đại cửu lưu quang cháo, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tự tin. Ngay sau đó, 5 người bắt đầu bận rộn, bố trí thiên la địa võng, chờ đợi quỷ sát giáng lâm. Mà Tiêu Phàm lại là không lo lắng nằm ở một gian nhã uyển bên trong, đang cùng Túy Ông thưởng thức trà thơm, vẻ mặt thích ý bộ dáng. Ngược lại là Hắc Hổ cùng Kim Long quỷ vương 2 người, lại là vô cùng nóng nảy, có chút đứng ngồi không yên. Xem ra vi sư già thật rồi. Lúc này, Túy Ông thở thật dài một cái, nói, đường đường bán bộ thánh tôn cảnh, lại bị ngươi hù dọa. Tiêu Phàm cử động, Túy Ông vừa mới đều thấy ở trong mắt, hắn nhịn không được đối Tiêu Phàm tán thưởng rất nhiều. Đường đường 10 đại quỷ vương đứng đầu, lại bị hắn một cái thánh đế cảnh hậu kỳ hậu bối tu sĩ hù dọa. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đừng nhìn Tiêu Phàm làm rất đơn giản, nhưng mới rồi mỗi một bước đều mạo hiểm vạn phần, rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Nếu không phải Tiêu Phàm không chút do dự ném ra một bình U Minh Thánh Thủy, tuyệt đối là chấn không được vẫn tinh quỷ vương. Vẫn là lão sư có phương pháp giáo dục, Tiêu Phàm tiện tiện cười xấu xa nói. Vừa bắt đầu, hắn tâm cũng thoát lên tới cổ họng. Dù sao 4 người bọn họ đối mặt thế nhưng là 6 cái quỷ vương,
đây chính là 6 cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả a. Dù cho túy ông có thể lấy một địch ba, hắc hổ cùng kim long quỷ vương có thể ngăn lại một cái, vậy cũng chỉ có 5 cái, còn dư lại một cái ai có thể ứng phó. Nguyên bản Tiêu Phàm đã làm xong ứng phó Hoang Nguyên Cực dự định, cũng may Hoang Nguyên Cực ý giết hắn quá cấp thiết, vừa lúc cho túy ông chấn nhiếp toàn trường cơ hội. Sau đó Tiêu Phàm phô trương thanh thế, tá lực đả lực, lúc này mới diệt Hoang Nguyên Cực, cũng triệt để hù dọa mất mật Vẫn Tinh Quỷ Vương. Cho đến bây giờ, sự tình coi như thuận lợi như vậy, chí ít, Tiêu Phàm tạm thời thì cho là như vậy. Túy ông ngược lại là không khách khí đã nhận lấy Tiêu Phàm mông ngựa, sau đó lại nói, ngươi sẽ không sợ Vẫn Tinh Quỷ Vương ngăn không được cái kia thập hung quỷ sát. Vẫn Tinh Quỷ Vương thực lực, nói thế nào cũng không thể so quỷ sát kém rồi a hát. Tiêu Phàm mở ra hai tay, nói trước đó hắn nói muốn diệt đi Thiên Uyên quỷ chủ, mặc dù chỉ là cố ý dọa sợ chúng ta. Nhưng là, hắn diệt đi một hai cái quỷ sát có lẽ thật vẫn có cái năng lực kia, các ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là hắn sân nhà. Đại nhân, Vẫn Tinh Quỷ Vương mạng lưới tình báo thế nhưng là cực kỳ cường đại, hắn nếu như nhận ra thân phận của ngài đây. Hắc Hổ Quỷ Vương lo lắng nói. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, vấn đề này, hắn cũng lo lắng qua. Dù sao, ở Vạn Ma Quỷ Thành, thế nhưng là có không ít người gặp qua mặt mũi của hắn, hơn nữa còn biết rõ hắn xưng hô Thanh Huyền Lâu Chủ vì lão sư. Mặc dù thập hung quỷ sát cơ hồ hủy diệt Vạn Ma Quỷ Thành, nhưng ít nhiều cũng còn có một vài người sống sót, bọn họ có thể nhận ra Tiêu Phàm đến không nhất định. Một khi nhận ra Tiêu Phàm, hoặc là bại lộ Tiêu Phàm thân phận, cái kia Vẫn Tinh Quỷ Vương rất có thể phản chiến đối mặt. Oanh, lời còn chưa dứt, đột nhiên nơi xa mảng lớn ánh lửa ngút trời mà lên, từng đợt kinh lôi tiếng theo tới, thiên địa cũng bắt đầu mãnh liệt lay động. Xem ra, vấn đề này, ta không cần lo lắng. Tiêu Phàm mỉm cười, lão sư, có lẽ ngươi có thể đi giúp một chút, vừa vặn tốc chiến tốc thắng. Hắc Hổ Quỷ Vương cũng trong nháy mắt hiểu được, Thiên Uyên quỷ chủ thế nhưng là trong mắt vò không được hạt cát, bây giờ Vẫn Tinh Quỷ Vương đã cùng thập hung quỷ sát đánh nhau. Coi như Vẫn Tinh Quỷ Vương biết rõ Tiêu Phàm thân phận thần bí là giả, hắn cũng không thể không cùng Tiêu Phàm liên thủ. Dù sao, chỉ có cùng Tiêu Phàm liên thủ, bọn họ mới có thể ứng phó mặt khác còn dư lại thập hung quỷ sát. Phương xa chân trời, hai đạo bóng đen lăng không mà đứng, quanh thân hắc khí trùng thiên, sát khí bức người. Một người trong đó bị bốn người vây ở trung ương, bốn loại kinh khủng linh hồn chi lực gắt gao trấn áp hắn, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Mà một người khác, cũng là bị một đạo màu sắc rực rỡ quang cháo bao phủ, đứng đối diện một cái hỏa diễm bóng người, trừ bỏ Tinh Vẫn Quỷ Vương, còn có thể là ai đây? Tinh Vẫn, thật to gan, dám phản bội quỷ chủ. Trong đó một cái quỷ sát sát khí nặng nề nhìn xem sao băng quỷ chủ, sắc mặt khó coi hết sức. Phản bội, Vẫn Tinh Quỷ Vương nhếch miệng cười một tiếng, bổn vương chưa bao giờ quy thuận, làm sao đến cõng phản nói chuyện, ngược lại là các ngươi, lại dám xông vào ta Vẫn Tinh Hỏa Hải, vậy cũng không cần về. Liền bằng ngươi sao, đối diện quỷ sát khinh thường cười, thanh âm có chút khàn khàn, lại bí mật mang theo kim loại tiếng ma sát, cực kỳ chói tai. Phốc phốc, quỷ sát vừa dứt lời, mi tâm của hắn chán nản toát ra một chuôi huyết sắc tế kiếm. Chỉ thấy tế kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, trực tiếp phá mở quỷ sát thân thể. Quỷ sát liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, liền bỏ mình đạo tiêu. Ở quỷ sát sau lưng, lại là toát ra một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào đen thân ảnh lấy tay một nắm, quỷ sát biến thành cuồn cuộn ma khí, trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau. Tốc độ của các ngươi quá chậm, công tử đã đợi không kịp. Áo bào đen thân ảnh lưu lại một đạo thân ảnh. Liền biến mất ở sao băng quỷ sát trong tầm mắt. Hắc bào nhân này tự nhiên không phải người khác, mà là túy ông. Quá chậm, Vẫn Tinh Quỷ Vương trong đầu trả về nghĩ đến cái kia áo bào đen thân ảnh rời đi trước đó lưu lại ngữ, bản thân năm người thời gian ngắn như vậy bên trong liền cuốn lấy hai cái quỷ sát, tốc độ này đã rất nhanh tốt ra. Nếu như lại cho hắn chốc lát thời gian, hắn tuyệt đối có thể một thân một mình chém dụng một cái quỷ sát. Nhưng túy ông biểu hiện thực lực, lại cho Tinh Vẫn Quỷ Vương bịt kín một tầng bóng ma, thật lâu vung đi không được. Hắn Vẫn Tinh Quỷ Vương có thể nói là đứng đầu nhất quỷ vương, có thể cùng túy ông so sánh, vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc. Giết hắn, Vẫn Tinh Quỷ Vương lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhào về phía một cái khác quỷ sát.
Tất nhiên túy ông đã rời đi, hiển nhiên là sẽ không nhúng tay bọn họ đối phó cái này cái quỷ sát. Giết ta thập hung quỷ sát, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Một cái khác quỷ sát ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm kia xuyên phá mây xanh, dường như vang vọng toàn bộ cửu u địa ngục. Vẫn tinh quỷ vương nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, mấy người tốc độ xuất thủ càng thêm hung mãnh. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, quỷ kia sát cuối cùng vẫn bị bọn họ cho mài linh hồn chi thể tịch diệt, chết không thể chết lại. Tốc độ như vậy, cùng túy ông một kiếm chém giết một tốc độ của con người so sánh, xác thực muốn chậm rất nhiều. Đại nhân, làm sao bây giờ, hắn đã thông chi mặt khác 8 đại quỷ sát, mặt khác 8 đại quỷ sát không bao lâu sẽ tới. Một cái quỷ vương lo lắng hỏi. Vẫn tinh quỷ vương mặt âm trầm, ngắm nhìn Tiêu Phàm bọn họ vị trí, sau đó bỗng đạp không mà lên, vọt tới. Xuân hạ thu đông 4 đại quỷ vương không biết vì sao, bọn họ đành phải hậm hực theo sau. Khi bọn hắn xuất hiện ở Tiêu Phàm vị trí tiểu viện trên không lúc, phía dưới Tiêu Phàm lại là khẽ mỉm cười nói, chúc mừng mấy vị, thành công chém giết một tên quỷ sát. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải kéo ta xuống nước? Vẫn tinh quỷ vương dày đặc khí lạnh nói. Lôi xuống nước, Xuân hạ thu đông 4 đại quỷ vương nghe vậy, sắc mặt tụ biến, lập tức hung thần ác sát nhìn xem Tiêu Phàm, còn kém động thủ. Ngươi đã xuống nước, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Bất quá ta tò mò là, ngươi là làm sao nhận ra ta? Ta đoán một lần, hẳn là quỷ kia sát nói cho ngươi là, có phải hay không? Ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn tinh quỷ vương trên người bộc phát ra mạnh mẽ sát khí nhào về phía Tiêu Phàm, hắn không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, nhưng là xem như chấp nhận. Sự thật cũng là như thế, bị hắn giết quỷ kia sát trước khi chết một khắc này hỏi hắn, nơi này tại sao có thể có Thanh Huyền lâu chủ linh hồn khí tức? Vẫn tinh quỷ vương trong nháy mắt nghĩ tới Tiêu Phàm bên người hắc bảo nhân, cũng chỉ có Thanh Huyền lâu chủ, mới có thực lực cường đại như vậy. Nghĩ rõ ràng trong đó tất cả lúc, vẫn tinh quỷ vương hận muốn phát cuồng, thiếu chút nữa thì nhìn không được trực tiếp động thủ. Hoàng Nguyên cực không phải nói cho ngươi biết sao, Tiêu Phàm lại là mỉm cười, đứng dậy, nói, nhận thức lại một lần, ta gọi Tiêu Phàm. Tinh vẫn quỷ vương ra mặt một trận cuồng loạn, hai mắt đỏ bừng như máu. Như một đầu dã thú khát máu. Hắn đường đường 10 đại quỷ vương đứng đầu, lại bị một người trẻ tuổi đùa nghịch xoay quanh, dọa đến hắn liền đại khí cũng không dám thở, một hơi này, hắn làm sao nuốt trôi đi. Ngươi không sợ chết, vẫn tinh quỷ vương lạnh giọng nói, còn ngươi lại là quét mắt túy ông. Tiêu Phàm 4 người bọn họ, cũng chỉ có túy ông thực lực nhường hắn kiêng kỵ. Sợ a, thế nhưng là ta cũng sẽ không chết, sợ cái gì? Tiêu Phàm cười đùa tí từng nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta, một mình đối kháng Thiên Uyên quỷ chủ. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại cười nhạt một cái nói, coi như ngươi nghĩ, ngươi cũng làm không được. Nói xong, Hắc Hổ quỷ vương cùng Kim Long quỷ vương hai người thần sắc cứng lại, tiến lên một bước đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vẫn tinh quỷ vương sau lưng 4 đại quỷ vương cũng là như thế, chỉ cần vẫn tinh quỷ vương ra lệnh một tiếng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, thậm chí, hắn có điểm hy vọng vẫn tinh quỷ vương động thủ. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám giết ngươi. Vẫn tinh quỷ vương gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đột nhiên chán phóng vô số hỏa diễm, từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà tới. Cả tòa trong sân nhiệt độ bỗng tăng lên vô số độ, 4 phía khắp nơi đều là hỏa diễm nóng nảy khí tức. Túy ông chậm rãi xốc lên vành nón, thần sắc lãnh đạm nhìn xem vẫn tinh quỷ vương. Vậy liền động thủ đi, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, chỉ là quanh người hắn bỗng xuất hiện một tấm hỏa diễm mặt người, hắn mở ra miệng to như chậu máu, há miệng hút vào, 4 phía hỏa diễm tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Thánh hỏa, vẫn tinh quỷ vương hơi kinh ngạc nhìn xem vô tận chi hỏa, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên nồng nặc tham lam, đem nó cho ta. Bổn vương có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Ngốc nhân, ai ngờ, vô tận chi hỏa trực tiếp khinh bỉ phun ra 2 chữ. Đem vô tận chi hỏa cho người khác, loại chuyện này Tiêu Phàm lại thế nào làm ra được đây, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là một loại sỉ nhục. Vậy ngươi vẫn là động thủ đi, Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Vẫn tinh quỷ vương sầm mặt lại, nhưng làm hắn nhìn thấy vô tận chi hỏa thời khắc, đôi mắt của hắn bên trong.
lại là hiện lên nồng nặc tham lam, cuối cùng, hắn tham lam chiến thắng lý trí. Hô, bỗng nhiên, Vẫn Tinh Quỷ Vương hóa thành một đạo chớp lóe hướng về Tiêu Phàm phóng đi, vô cùng vô tận hỏa diễm hóa thành vô số quái thú, hư không trong lúc nhất thời bạo loạn không thôi. Vẫn Tinh, người muốn chết, túy ông đồng thời động, có hắn ở, lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm bị giết đây. Túy ông khí thế càng thêm thu liếm, nhưng uy lực lại là càng mạnh mấy phần. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, Vẫn Tinh Quỷ Vương lại bị túy ông đẩy lui mấy chục trượng, toàn thân hơi run rẩy lấy. Tiêu Phàm âm thầm may mắn bản thân đụng phải lão sư, bằng không mà nói, có một số việc thật vẫn rất phiền phức. Không nói những cái khác, chính là gặp gỡ Hoang Nguyên Cực, vậy cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cũng may Hoang Nguyên Cực dễ dàng như vậy liền được giải quyết, điều này cũng làm cho hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xuân hạ thu đông, giết bọn hắn, Vẫn Tinh Quỷ Vương triệt để tức giận rồi. Siêu siêu, bốn đại quỷ vương nghe vậy, bỗng nhiên phóng tới Tiêu Phàm vị trí, Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương ngăn tại Tiêu Phàm trước người, ngăn cản hai đại quỷ vương thân ảnh. Nhưng vẫn như cũ còn có hai đại quỷ vương không có người ngăn cản, đừng nói hai đại quỷ vương ứng phó Tiêu Phàm, chính là một cái, cũng đủ Tiêu Phàm uống một bầu. Cũng liền ở hai đại quỷ vương sắp tới gần thời khắc, túy ông chẳng biết lúc nào, bỗng quỷ dị xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một kiếm liền xuyên qua một cái quỷ vương ngực. Cái kia quỷ vương toàn thân khẽ run lên, vừa định phản kháng, túy ông kiếm trong tay há miệng nhấc lên, cái kia quỷ vương lập tức kiếm khí rảo sát. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm há miệng hút vào, trong nháy mắt đem cái kia quỷ vương biến thành linh hồn năng lượng nuốt vào trong bụng. Xuân Vương, một cái khác quỷ vương thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, kêu sợ hãi không thôi. Đây chính là quỷ vương A, lại bị tiểu tử này một ngụm cho nuốt ăn. Xa xa Vẫn Tinh Quỷ Vương thấy một màn như vậy, cũng là hãi hùng khiếp vía, quỷ vương linh hồn năng lượng, thế nhưng là cực kỳ khổng lồ, tiểu tử này, nuốt vào Xuân Vương linh hồn năng lượng, vậy mà một điểm cái rắm sự tình đều không có. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm vừa mới còn thôn phệ một cái quỷ sát linh hồn năng lượng đây. Túy ông sở dĩ xuất thủ, có thể không phải thật chê bọn họ chậm, mà là Tiêu Phàm hy vọng tốc chiến tốc thắng, kéo bọn họ xuống nước. Thuận tiện thử xem bản thân linh hồn thiên phú. Dù sao, trừ bỏ có được linh hồn phân liệt năng lực bên ngoài, hắn đã từng nhưng vẫn là có được thí thần năng lực. Mặc dù cái này cắn nuốt năng lực không có thí thần bá đạo, nhưng thôn phệ một cái linh hồn vẫn là không có vấn đề. Ầm ầm, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ, bất quá trong nháy mắt về sau, liền khôi phục ổn định, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, còn kém một chút xíu. Liền có thể đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, cái kia sắc bén con người bỗng nhìn về phía Vẫn Tinh Quỷ Vương bọn họ. Chẳng biết tại sao, Vẫn Tinh Quỷ Vương bốn người bọn họ nhìn thấy ánh mắt này, không khỏi dùng mình một cái, tiểu tử này, là chuẩn bị ăn chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, Vẫn Tinh Quỷ Vương quên xuất thủ. Nhưng là, mặt khác ba đại quỷ vương lại là vô cùng phẫn nộ. Hỗn trướng, người dám giết Xuân Vương. Ta muốn ngươi mệnh. Chết cho ta, Hạ Dương Cao Chiếu. Thu Chi Túc Sát, còn dư lại Hạ Thu Đông ba đại quỷ vương cơ hồ điên cuồng. Bọn hắn huynh đệ Xuân Vương bị giết, bọn họ lại có thể xem như cái gì đều không phát sinh đây. Xuân Vương sở dĩ chết rồi, đó là bởi vì hắn ngu xuẩn. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói, bất quá, hiện tại xem ra, các ngươi cũng không thông minh. Bổn vương ngăn lại Thanh Huyền Lâu Chủ, ba người các ngươi giết hắn. Vẫn Tinh Quỷ Vương lấy lại tinh thần, vào giờ phút này hắn, cũng sẽ không nhớ vô tận chi hỏa. Túy ông mạnh mẽ và Tiêu Phàm quỷ dị, nhưng hắn trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Nếu như không giết chết bọn hắn, cuối cùng xui xẻo tuyệt đối là bản thân, hơn nữa loại bất an này, so sánh Thiên Uyên quỷ chủ sợ hãi càng hơn. Đại cửu lưu quang, ngay sau đó, Vẫn Tinh Quỷ Vương một tiếng quát mắng, bỗng nhiên ném ra ngoài đại cửu lưu quang cháo. Đại cửu lưu quang cháo chán phóng hừng hực quang mang, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn hơn vạn dặm. Vẫn Tinh Quỷ Vương mặt âm trầm, nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói, các ngươi không chạy thoát được đâu. Chạy, nghe đến chữ đó, Tiêu Phàm không tự chủ được cười, hắn cũng không có dự định chạy. Vẫn Tinh Quỷ Vương, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này đại cửu lưu quang cháo, chỉ là ta rửa chân bồn sao? Dùng ta rửa chân bồn ứng phó ta. Người đây là tự chịu diệt vong a.
Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Vẫn Tình Quỷ Vương khẽ run lên, trong lòng lập tức sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết, bỗng nhiên, từng đạo sắc bén khí tức từ cửu tiêu bắn ra mà xuống, tốc độ kinh người. Vẫn Tình Quỷ Vương bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy vô số đạo màu sắc rực rỡ lợi mang, giống như từng chuôi tuyệt thế thần kiếm nhất đồng dạng, từ thiên khung xuyên qua mà xuống. Xa xa nhìn tới, giống như vạn tiễn tề phát, uy thế kinh người, hung mãnh hết sức. Hỗn trướng, Vẫn Tình Quỷ Vương tức giận gào thét, giống như một đầu như dã thú, liều mạng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Khó trách Vẫn Tình Quỷ Vương phẫn nộ, cái kia đại cửu lưu quang cháo, vốn là hắn từ hoang nguyên cực nơi đó lấy được, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhưng từ trong tay hắn lừa đi. Đáng hận nhất là, Tiêu Phàm vậy mà dùng hắn đổ vật tới đối phó hắn, hơn nữa còn nhường hắn bất lực, cái này khiến Vẫn Tình Quỷ Vương mất hết mặt mũi. Thời khắc này Vẫn Tình Quỷ Vương hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại làm sao không muốn giết Vẫn Tình Quỷ Vương đây? Hắn tới nơi này tìm Vẫn Tình Quỷ Vương, là muốn hàng phục Vẫn Tình Quỷ Vương, hoặc là hợp tác với hắn ứng phó thập hung quỷ sát. Bây giờ chiếm được cái này đại cửu lưu quang cháo, Tiêu Phàm đã không cần thiết để Vẫn Tình Quỷ Vương hỗ trợ, hắn cũng đủ để ứng phó mặt khác quỷ sát. Tất nhiên Vẫn Tình Quỷ Vương muốn chết, Tiêu Phàm nào có không thành toàn hắn đạo lý. Phốc phốc, Vẫn Tình Quỷ Vương tốc độ rất nhanh, có thể đại cửu lưu quang cháo bộc phát ra lợi mang càng nhanh, vẻn vẹn trong lúc hô hấp, liền xuyên thủng Vẫn Tình Quỷ Vương thân thể của bọn hắn. Đại cửu lưu quang cháo vốn là linh hồn pháp bảo, vừa vặn khắc chế linh hồn chi thể, Vẫn Tình Quỷ Vương bốn người, trong nháy mắt bị thương nặng. Đây cũng là Vẫn Tình Quỷ Vương trước đó vì sao tự tin như vậy vốn liếng, đại cửu lưu quang cháo, thật sự là khó được công kích linh hồn pháp bảo. Đi, Vẫn Tình Quỷ Vương cũng quyết định thật nhanh, giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền hướng lấy chân trời bay đi. Muốn giết có thể điều khiển đại cửu lưu quang cháo Tiêu Phàm, bọn họ là không thể nào giết chết, lưu lại chỉ có thể chết càng nhanh. Huống hồ, cách đó không xa còn có Túy Ông nhìn chằm chằm, bọn họ ở đâu là Tiêu Phàm bọn hắn đối thủ đây. Vẫn Tình Quỷ Vương nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân liền nhanh như vậy muốn chạy trốn ra đại bản doanh. Vừa mới bắt đầu hắn còn hăng hái, chỉ cần tiến thêm một bước, liền Thiên Uyên quỷ chủ hắn đều không để trong mắt đây. Muốn đi, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trên người sát cơ không thêm mảy may che giấu, nói, sao băng, ngươi chẳng lẽ không biết, đại cửu lưu quang cháo tác dụng cường đại nhất, cũng không phải là công kích sao. Nói xong, đại cửu lưu quang cháo đột nhiên vụt sáng, lúc này, Vẫn Tình Quỷ Vương bốn người vừa lúc chạy trốn tới đại cửu lưu quang cháo khu vực biên giới. Thình thịch, mấy tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên, Vẫn Tình Quỷ Vương bốn người bị đại cửu lưu quang cháo lực lượng bắn ngược mà quay về, linh hồn chi thể chấn động không ngừng run rẩy. Cảm nhận được đại cửu lưu quang cháo tác dụng cường đại nhất sao? Tiêu Phàm ngoạn vị thanh âm vang lên. Tu La truyền thừa bên trong đều có liên quan tới đại cửu lưu quang cháo cái này linh hồn pháp bảo ghi chép, thậm chí ngay cả phương pháp sử dụng cũng có, đây cũng là Tiêu Phàm vì sao nhanh như vậy luyện hóa đại cửu lưu quang cháo một trong những nguyên nhân. Mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa đại cửu lưu quang cháo, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói đã đủ rồi, chỉ ít ứng phó Vẫn Tình Quỷ Vương cùng thập hung quỷ sát là vậy là đủ rồi. Tiểu tử, bổn vương cùng ngươi không chết không thôi. Vẫn Tình Quỷ Vương ra sức gầm thét. Lão sư, giết a. Tiêu Phàm lười nhác cùng Vẫn Tình Quỷ Vương tốn nhiều miệng lưỡi, tất nhiên Vẫn Tình Quỷ Vương muốn cùng hắn không chết không thôi, hắn cũng không tất yếu khách khí. Nếu như Vẫn Tình Quỷ Vương còn có chút giá trị, ngược lại là có thể tha cho hắn một mạng, nhưng bây giờ, hắn còn sót lại một điểm giá trị cũng bị mất. Túy Ông thần sắc bình tĩnh, vô luận là khi còn sống, vẫn là chết về sau, chết ở trong tay hắn người đều vô số kể, tâm tính của hắn còn ở trên Tiêu Phàm. Đừng nói nhường hắn giết Vẫn Tình Quỷ Vương một người, chính là giết mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn địch nhân, hắn đều sẽ không nháy một lần con mắt. Hắc Hổ, Kim Long, các ngươi cũng đừng thất thần, cho bọn hắn một cái thống khoái. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương nói. Đúng, Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương hai người cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng cường thế chấn động, đây chính là bốn đại Quỷ Vương A, nói giết liền giết.
nếu là có thể hàng phục, đây chính là một cỗ lực lượng không nhỏ a. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Vẫn Tinh Quỷ Vương bốn người là không hàng phục được, nếu như không giết bọn họ, Vẫn Tinh Quỷ Vương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó liên thủ quỷ sát tới đối phó hắn, vậy thì càng thêm phiền phức. Đã như vậy, cần gì lãng phí thời gian, trực tiếp giết là được. Chân trời, Túy Ông xông lên trời, cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương chiến đấu cùng một chỗ, hai người đánh thiên băng địa liệt. Mà Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương, cũng một người ngăn cản một cái, cuối cùng còn thừa lại một cái quỷ vương. Cái kia quỷ vương đỏ bừng hai mắt nhào về phía Tiêu Phàm, hắn muốn vì Xuân Vương báo thù. Hiện tại Tiêu Phàm bên người ba đại quỷ vương đều bị cuốn lấy, đây chính là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua, muốn giết chết Tiêu Phàm cơ hồ là chuyện không thể nào. Phàm Nhi, nơi xa, Túy Ông nhìn thấy một cái quỷ vương nhào về phía Tiêu Phàm, sắc mặt biến hóa. Lão sư, không cần lo lắng cho ta, một cái quỷ vương mà thôi. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, nhìn thấy cái kia quỷ vương đánh tới, chân hắn dẫm bộ pháp, giống như khinh yến một dạng hướng phía sau lướt tới. Đồng thời, hắn đánh ra từng đạo thủ ấn, linh hồn thao túng đại cửu lưu quang cháo, lại là từng đạo rậm rạp chẳng chịt linh hồn chùm sáng đáp xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia vô cùng vô tận chùm sáng liền đem Tiêu Phàm cùng cái kia quỷ vương bao phủ. Thu vương, một cái khác quỷ vương kêu to. Bọn họ vừa rồi thế nhưng là được chứng kiến cái này công kích linh hồn quang thúc đáng sợ, liền Vẫn Tinh Quỷ Vương đều kém chút trọng thương. Hiện tại Thu Vương bị càng nhiều linh hồn chùm sáng bao phủ, lại có thể trốn đi qua. Sự thật cũng là như thế, cái kia linh hồn chùm sáng bên trong, Tiêu Phàm cùng Thu Vương hai người cách xa nhau không xa, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng Thu Vương trên mặt thống khổ. Bị đầy trời linh hồn chùm sáng quét chúng, đừng nói bình thường quỷ vương. Liền là chân chính thánh tôn cảnh linh hồn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ngược lại là Tiêu Phàm, quanh thân có một đạo hơi yếu vầng sáng, cái kia tất cả linh hồn chùm sáng dường như mọc thêm con mắt, vừa lúc tránh khỏi hắn. Chết cho ta, Thu Vương trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, tựa như phải dùng tận chút sức lực cuối cùng giết chết Tiêu Phàm. Ngươi linh hồn năng lượng, ta liền thu nhận, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đột nhiên, hắn trở thành một đạo to lớn ma ảnh. Mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Thu Vương cho nuốt xuống. Ở bị thôn phệ một sát na kia, Thu Vương trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, run rẩy nói, thí thần tổ thú. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Thu Vương lại có thể nhận ra thí thần bộ dáng. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có lưu tình ý nghĩ, thi triển thí thần thôn phệ thiên phú, nhanh chóng luyện hóa Thu Vương. Lúc này, cuồn cuộn linh hồn năng lượng tràn vào Tiêu Phàm tứ chi bách hài, hắn linh hồn chi thể cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm thở sâu, lạnh lùng nhìn phía xa cùng Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương chiến đấu hai tôn quỷ vương. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, hắn thúc giục đại cửu lưu quang cháo, mang theo hủy diệt tính công kích linh hồn chùm sáng phóng tới Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ vị trí. Cái kia cuồng bạo khí tức đem Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thu Vương chết, đã hướng bọn họ chứng minh cái này công kích linh hồn quang thúc đáng sợ, bây giờ cái này chùm sáng càng thêm khủng bố, như thế nào bọn họ có thể ngăn cản được. Không còn dư lại Đông Vương cùng Hạ Vương, cũng bị dọa đến sắc mặt tái xanh, còn không chờ bọn hắn tới kịp chạy trốn, liền bị cái kia linh hồn chùm sáng thôn phệ, chỉ kịp phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Giết, gần như đồng thời Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ này, lại mang theo một cỗ không cho phép phủ định thiên địa chi uy, dường như thật có thể chúa tể người sinh tử. Theo Tiêu Phàm chữ giết rơi xuống, đầy trời công kích linh hồn chùm sáng cũng triệt để thôn vệ Đông Vương cùng Hạ Vương, liên thông Hắc Hổ cùng Kim Long Quỷ Vương cũng bị bao phủ ở bên trong. Để cho hai người may mắn là, cái kia công kích linh hồn chùm sáng, tựa như cố ý tránh đi bọn họ một dạng. Bằng không, lấy hai người thực lực, cũng tuyệt đối ngăn không được linh hồn quang thúc công kích. May mắn sau khi, hai người cũng âm thầm sợ hãi thán phục cái này đại cửu lưu quang cháo uy lực khủng bố, linh hồn pháp bảo, tập công kích và phòng ngự là một thể, quả thực vô địch. A, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng thương khung, Đông Vương cùng Hạ Vương hai người chăm chú giữ vững được mười mấy thời gian hô hấp, liền bị Tiêu Phàm một hơi nuốt xuống. Theo linh hồn hai người năng lượng bị luyện hóa,
Tiêu Phàm linh hồn chi lực đột nhiên tựa như xuyên phá một tầng gông cùm xiềng xích, bước vào một cái cấp độ mới tinh. Thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù chỉ là linh hồn cảnh giới đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Chí ít, gặp gỡ quỷ vương cấp bậc nhân vật, chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân, liền có thể không sợ hãi. Lấy hắn linh hồn cường độ, không nói đồng giai vô địch, đó cũng là không sai biệt lắm. Thậm chí, nếu như hắn linh hồn cảnh giới ổn định lại, chưa hẳn không thể tay không tấc sắt cùng quỷ vương cấp bậc một trận chiến. Đến đây, trong cơ thể hắn còn sót lại U Minh Thánh Thủy năng lượng, cũng hoàn toàn bị luyện hóa hầu như không còn, về sau muốn đột phá tầng thứ cao hơn, chỉ sợ cũng càng ngày càng khó khăn. Trên người hắn mặc dù còn có một số U Minh Thánh Thủy, nhưng Tiêu Phàm không có ý định dùng những cái này U Minh Thánh Thủy đến đột phá bán bộ Thánh Tôn cảnh. Không nói trước trên người hắn còn sót lại điểm ấy U Minh Thánh Thủy có thể hay không nhường hắn đột phá bán bộ Thánh Tôn cảnh, hắn còn cần những cái này U Minh Thánh Thủy làm sự tình khác. Két cũng đúng lúc này, thiên khung thanh âm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, lại là đại cửu lưu quang cháo màn ánh sáng, bỗng phát sinh một tiếng vang giòn. Ngẩng đầu nhìn tới, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng đại cửu lưu quang cháo phía trên một đạo khe hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá mở. Cái này, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương sắc mặt biến hóa. Tiêu Phàm sở dĩ dám giết Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương, thậm chí chém giết Vẫn Tinh Quỷ Vương, không phải liền là dựa vào cái này đại cửu lưu quang cháo. Một khi đại cửu lưu quang cháo phá toái, bọn họ lại dựa vào cái gì ứng phó thập hung quỷ sát đây? Đại cửu lưu quang cháo này đã nửa hủy, bây giờ bị ta quá độ điều khiển, sợ là kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm âm thầm khẽ nói một tiếng, nhất định phải nhanh giải quyết còn dư lại 8 cái quỷ sát mới được. Theo Tu La truyền thừa ghi chép, đại cửu lưu quang cháo thế nhưng là trăm vạn năm trước cổ bảo, từng tại một trận chiến đấu bên trong bị trọng thương, khả năng đủ còn sót lại cho tới bây giờ, đã coi như là không tệ. Tiêu Phàm cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đại cửu lưu quang cháo phía trên, dù sao, từ khi phát hiện mình có thể thi triển thí thần thiên phú về sau, Tiêu Phàm trong lòng đã tràn đầy lòng tin. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ linh hồn năng lượng, hắn liền có đầy đủ tự tin đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Một khi đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, cái gì cầu thí thập hung quỷ sát, Tiêu Phàm căn bản sẽ không để ở trong mắt. Ha ha, Thanh Huyền lâu chủ, người giết không chết ta, đại cửu lưu quang cháo đã tàn phá, người ngăn được ta sao? Vẫn Tinh Quỷ Vương càn rỡ cười lớn. Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương chết, hắn dĩ nhiên có chút thương tiếc, có thể chỉ cần mình có thể sống, bọn họ chết thì đã có sao đây. Thậm chí, hắn có chút may mắn Tiêu Phàm toàn lực thôi động đại cửu lưu quang cháo ứng phó Xuân Hạ Thu Đông bốn đại quỷ vương, bằng không mà nói, đại cửu lưu quang cháo cũng sẽ không bể nát. Ngăn không được ngươi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, mang theo Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương xuất hiện ở hắn phụ cận. Ngay sau đó, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương thân hình lóe lên, phân biệt đứng ở mặt khác hai cái phương hướng, đem Vẫn Tinh Quỷ Vương vây ở trung ương. Sau một khắc, chân trời đại cửu lưu quang cháo màn sáng bỗng thu nhỏ, từ bao phủ mấy ngàn hơn vạn dặm phương viên, thu nhỏ đến phương viên trăm dặm. Phía trên đạo kia khe hở, nhìn qua cũng phải nhỏ rất nhiều, đồng thời, cái kia quang cháo cường độ, lại là lớn gấp bội. Vẫn Tinh Quỷ Vương thấy thế, biến sắc lại biến, đại cửu lưu quang cháo uy lực hiển nhiên lần nữa vượt quá hắn bất ngờ. Vẫn Tinh, cái này đại cửu lưu quang cháo ngươi hẳn là từ hoang nguyên cực trên tay giành được a. Tiêu Phàm thấy thế, ngoạn vị nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương nói. Vậy thì như thế nào? Vẫn Tinh Quỷ Vương lạnh rên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, quanh thân hỏa diễm cũng là lập lòe. Tiêu Phàm đoán không sai. Vẫn Tinh Quỷ Vương trước đó chính là thừa dịp hoang nguyên cực thụ thương, cưỡng ép đem đại cửu lưu quang cháo đoạt lại. Mặc dù về sau hoang nguyên cực đem đại cửu lưu quang cháo đưa cho Vẫn Tinh Quỷ Vương, nhưng căn bản không có nói cho Vẫn Tinh Quỷ Vương chính xác điều khiển phương pháp. Đừng nói điều khiển phương pháp, chính là đại cửu lưu quang cháo tác dụng cụ thể đều không nói rõ ràng. Bằng không, liền đại cửu lưu quang cháo công năng ngươi làm sao đều không biết đây. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Xem ở ngươi cống hiến ra đại cửu lưu quang cháo phân thượng, ta cho ngươi một cái thống khoái. Dứt lời,
Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đại cửu lưu quang tráo lập tức quang mang hừng hực, màn sáng phía trên chán phóng vô cùng vô tận hủy diệt tính linh hồn trùm sáng, cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian. Vẫn Tinh Quỷ Vương thấy thế, mặt đều xanh, ngay sau đó, hắn trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, tựa như là một cái chật vật quyết định một dạng. Tiểu tử, người nghĩ bổn vương chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vẫn Tinh Quỷ Vương gần như điên cuồng. Hắn tự biết bản thân tai kiếp khó thoát, dứt khoát cùng Tiêu Phàm bọn họ đồng quy vu tận. Kéo ta đệm lưng, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này Vẫn Tinh Quỷ Vương nhìn qua không giống như là đùa giỡn bộ dáng, chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài. Nhưng Vẫn Tinh Quỷ Vương đã không cố được nhiều như vậy, đối mặt nhiều như vậy linh hồn trùm sáng công kích, hắn đã không có quá nhiều lựa chọn. Chỉ thấy hắn đột nhiên hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, ngưng tụ thành một cái cự trường, hung hăng hướng xuống đất vỗ tới. Oanh, bán bộ thánh tôn cảnh kinh khủng thực lực, một trường đánh trên mặt đất, có thể nghĩ hắn lực phá hoại khủng bố. Mặt đất cát bay đá chạy, rậm rạp chằng chịt khe hở hướng về bốn phía lan tràn, giống như mạng nhện đồng dạng, dày đặc phương viên trăm dặm mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ở Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, mặt đất đột nhiên rung động không ngừng, cái kia giống như mạng nhện liệt phùng bên trong, vậy mà xông ra từng đạo quang trụ. Không, chính xác là hỏa diễm nham tương trụ, xa xa nhìn tới, giống như từng đầu hỏa long kiên quyết mà lên, khí thế rộng rãi. Tiêu Phàm vội vàng đạp không mà lên, vẫn như trước bị một đạo nham tương trụ quét trúng, thân hình run lên, trực tiếp hướng về phía dưới khe hở chồng rơi đi. Phía trên nham tương trụ vậy mà quỷ dị bày ra mà ra, đè ép Tiêu Phàm hướng phía dưới rơi xuống đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Phàm Nhi, tuy ông sắc mặt đại biến, muốn phóng tới Tiêu Phàm vị trí, nhưng lại bị cái kia nham tương trụ chặn lại đường đi. Lão sư, ta sẽ không có chuyện gì, đại cửu lưu quang cháo giao cho ngươi tới điều khiển. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thân thể lại là hoàn toàn không nghe sai khiến, biến mất ở mặt đất khe hở chỗ sâu. Phịch một tiếng, nham tương trụ chồng đập rơi trên mặt đất, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, có thể Tiêu Phàm cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương lại không thấy bóng dáng. Tuy ông lơ lửng tại hư không, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh như băng hướng về phía dưới trăm dặm biển dung nham. Mặt đất khe hở, đã sớm bị những cái kia nham tương bổ sung, sau đó dung hợp, chỉ có thể nghe được rầm 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 nổi lên âm thanh, hoàn toàn không tìm thấy Tiêu Phàm tung tích. Tuy ông hai tay gắt gao nắm, con người đỏ bừng hết sức, ngay sau đó nhìn về phía Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương nói, các ngươi không phải có thể cảm ứng được Phàm Nhi tồn tại sao? Chúng ta cùng giữa người lớn với nhau liên hệ gãy. Đen xám Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương một trận lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, vừa rồi cũng may hai người bọn họ chạy nhanh, bằng không mà nói, bọn họ cũng chắc chắn bị cái kia nham tương hỏa trụ nuốt mất. Trong cơ thể hai người có được cấm thần tỏa hồn ấn, bình thường mà nói, có thể cảm ứng được Tiêu Phàm tồn tại. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đã mất đi cùng Tiêu Phàm ở giữa liên hệ, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề Tiêu Phàm chết. Tuy ông đương nhiên sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, nói, Phàm Nhi đem đại cửu lưu quang cháo giao cho ta, giải thích hắn không có việc gì, ta ở chỗ này chờ hắn chính là. Dứt lời, tuy ông ngẩng đầu nhìn về phía đại cửu lưu quang cháo, chỉ thấy đại cửu lưu quang cháo, giống như một cái chén lớn, móc ngược trên mặt đất. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía tuy ông, theo bọn hắn nghĩ. Tuy ông là không thể nào tiếp thu được Tiêu Phàm đã chết sự thật, cho nên nhìn qua có chút điên điên khùng khùng. Trầm ngâm chốc lát, hai người cuối cùng vẫn không hề rời đi. Mặc kệ Tiêu Phàm chết hay không, bây giờ bọn họ có thể sống sót duy nhất hy vọng, liền là có thể cùng Tuy ông liên thủ, đem cái kia thập hung quỷ sát chém giết hầu như không còn. Bọn họ có thể không có đầy đủ thực lực cùng thập hung quỷ sát là địch, nhưng Tuy ông lại có thể làm đến. Nghĩ vậy. Đen xám Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương đi đến Túy Ông bên cạnh nói, chúng ta cùng nhau chờ đại nhân. Túy Ông nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nham tương mặt biển. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đang không ngừng chìm xuống, bốn phía khắp nơi đều là nham tương, hắn linh hồn lực lượng căn bản thẩm thấu không đi vào. Ở ngoài thân thể hắn, hiện lên một tầng hơi yếu kim sắc hỏa diễm, chính là vô tận chi hỏa đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương.
hơn nữa đang không ngừng thôn phệ nham tương bên trong hỏa diễm lực lượng. Hắn nghĩ muốn lên phù, có thể thân thể của hắn tựa như đổ chỉ đồng dạng, hoàn toàn không nghe sai khiến, một mực không ngừng rơi xuống. Nơi này là địa phương nào? Tiêu Phàm trong lòng tự nói, hồi tưởng lại vừa mới thấy từng màn, không khỏi nhíu mày, vừa mới ta tựa như thấy được một đóa màu trắng sữa hoa sen đang từ từ nở rộ, cái kia rõ ràng là hoa sen, vì sao lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ở Tiêu Phàm rớt xuống nham tương ngọn lửa một sát na kia, Tiêu Phàm ẩn ẩn thông qua mặt đất khe hở, thấy được biển dung nham bên trong có một đóa bạch sắc thánh liên. Cái kia thánh liên cực kỳ thánh khiết, xuất trần bất nhiễm, lại tản ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, để Tiêu Phàm trốn tránh. Còn có Vẫn Tinh Quỷ Vương, hắn giống như cũng rớt xuống. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một bóng người khác, chính là muốn cùng hắn đồng quy vu tận Vẫn Tinh Quỷ Vương. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ diệu, dù cho đối mặt Vẫn Tinh Quỷ Vương, cũng không có đối mặt màu trắng kia thánh liên một dạng nguy hiểm. Vẫn Tinh Quỷ Vương nói cùng ta đồng quy vu tận, vậy khẳng định không phải hắn lực lượng, mà là những lực lượng khác, chẳng lẽ nói, là đóa kia bạch sắc thánh liên. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mau chóng chìm xuống, trên người thừa nhận nham tương nhiệt độ cũng càng lúc càng lớn, dù cho lấy hắn thánh đế cảnh linh hồn, cũng ngăn cản không nổi. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, đây là lửa gì, làm sao sẽ như thế đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm liên tưởng đến Vẫn Tinh Quỷ Vương bộ dáng, lúc ấy sao băng quang quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, cùng cái này biển dung nham bên trong hỏa diễm khí tức có chút cùng loại. Thánh hỏa, Tiêu Phàm sắc mặt hết sức ngưng trọng, nếu như là thông thường thánh hỏa còn tốt, nếu là tôn cấp thánh hỏa, vậy liền có chút phiền phức. Hơn nữa, từ cái này hỏa diễm có thể làm cho Vẫn Tinh Quỷ Vương đều không có bất kỳ cái gì lực lượng, nghĩ đến cùng hắn đồng quy vu tận đến xem, 8-9 phần 10 là tôn cấp thánh hỏa. Không kiên trì nổi, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngưng trọng thêm, vô tận chi hỏa hóa thành một tầng áo ngoài hiện lên ở ngoài thân thể hắn, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Vô tận chi hỏa tốt xấu bây giờ cũng đã đạt đến thánh hỏa cấp bậc, đối kháng biển dung nham bên trong hỏa diễm vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Tiêu Phàm lo lắng chính là, theo hắn không ngừng chìm xuống, cái kia nhiệt độ của ngọn lửa càng lúc càng lớn, tán phát khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Còn tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị cái này biển dung nham thôn phệ. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới vô tận động thiên, nhưng làm hắn thôi động thời khắc, vô tận động thiên căn bản liền thi triển không được. Đó là linh hồn tu luyện lực lượng, linh hồn chi thể không sử dụng được. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn nhớ rõ ràng, mình ở thái cổ thần giới thời điểm, dùng linh hồn chi lực cũng đủ để thúc giục a. Chủ nhân, nhanh tế ra vô tận động thiên, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Vô tận chi hỏa truyền đến thanh âm lo lắng. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn nếu là có thể đủ tế ra vô tận động thiên, như thế nào lại chờ tới bây giờ đây? Thì ra là thế, thế gian hỏa diễm, cũng chia là thần hỏa cùng hồn hỏa công tâm, đạo hỏa hồng lô điển bên trong có liên quan tới hồn hỏa ghi chép, lúc trước chưa kịp tu luyện. Bây giờ xem ra, nhục thân chỉ có thể thi triển thần hỏa, mà hồn hỏa, lại cần linh hồn đến thi triển. Tiêu Phàm lục soát tu la truyền thừa bên trong tin tức, rốt cuộc tìm được không cách nào thi triển vô tận động thiên nguyên nhân. Hắn khoanh chân ngồi ở biển dung nham bên trong, mặc cho thân thể hướng phía dưới chìm. Trong cơ thể của hắn, từ từ ấn chiếu đạo hỏa hồng lô điển bên trong ghi lại hồn hỏa tu luyện chi pháp, bắt đầu vận chuyển lại. Vô tận động thiên, mặc dù có thể nung khô linh hồn, nhưng chủ yếu nhất uy lực, vẫn là tác dụng ở trên thân thể, linh hồn thương thế, chỉ là thuận tiện mà làm mà thôi. Điều này nói rõ vô tận động thiên còn không quá hoàn thiện. Nếu là có thể tu luyện ra chuyên môn công kích linh hồn đạo hỏa hồng lô, chân chính hoàn thiện vô tận động thiên, này mặt đối với cái này công kích linh hồn nham tương hỏa diễm, cũng căn bản không sợ hãi. Cũng may Tiêu Phàm linh hồn lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa hắn tinh thông đạo hỏa hồng lô điển nhiều năm. Vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm đỉnh đầu liền xuất hiện một cái bạch sắc vòng ánh sáng. Ánh sáng màu trắng vòng cùng vô tận động thiên có chút khác biệt, nó nhìn qua bình thản không có gì lạ, không có loại kia bá đạo khí thế, nhưng quỷ dị chính là, nó lại tản ra một loại cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Cho dù là thánh tôn cảnh,
nhìn đến một cái, đoán chừng cũng sẽ toàn thân hiện nổi da gà lên. Thật là mạnh linh hồn đạo hỏa hồng lô. Vô tận chi hỏa sợ hãi than nói, trước mắt đạo hỏa hồng lô, cùng lúc trước vô tận động thiên so sánh, có chút khác biệt, bởi vì hắn chuyên môn nhằm vào hồn hỏa. Liền tựa như nham tương bên trong ngọn lửa này, chính là một loại đặc biệt hồn hỏa, chuyên môn đốt cháy linh hồn chi thể. Nhưng theo Tiêu Phàm sau lưng linh hồn đạo hỏa hồng lô xuất hiện, nham tương bên trong loại nóng rực kia hỏa diễm, còn chưa tới gần Tiêu Phàm, liền bị Tiêu Phàm đỉnh đầu ánh sáng màu trắng vòng nuốt chửng lấy. Sau đó, ngọn lửa kia hóa thành một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu xâm nhập Tiêu Phàm tứ chi bách hài, hắn chỉ cảm thấy linh hồn chi lực chiếm được một loại biến hóa vi diệu. Đạo hỏa luyện kim thân, hồn hỏa ngâm chân linh, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt sáng quắc hướng về bốn phía nham tương, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tha thiết cùng chờ mong. Tiêu Phàm nhục thân đã từng mượn nhờ đạo hỏa hồng lô bị thánh hỏa rèn luyện qua, đối hỏa diễm chi lực có được cực kỳ cường đại kháng tính. Mà bây giờ, hắn vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, tu luyện ra chuyên môn khắc chế linh hồn chi hỏa đạo hỏa hồng lô, đồng dạng có thể mượn nơi này nham tương hỏa diễm đến rèn luyện chân linh. Tiêu Phàm linh hồn chi lực mặc dù đột phá rất nhanh, nhưng là lực lượng tạp mà không tinh, cùng thân thể đột phá so sánh, vẫn là kém xa tít tắp. Bàn về linh hồn cường độ, Tiêu Phàm không yếu, có thể cái này còn xa xa không có đạt tới hắn mình muốn tiêu chuẩn. Bây giờ mượn nhờ đạo hỏa hồng lô rèn luyện, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn chi lực đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù cảnh giới không có quá nhiều biến hóa, nhưng linh hồn chi lực tinh thuần độ, lại là cường đại mấy phần. Cứ tiếp như thế, dù cho linh hồn chi lực tăng gấp đôi tăng lên, cũng có rất lớn hy vọng. Đến lúc đó, dù cho hắn chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong linh hồn cảnh giới, có lẽ cũng có thể cùng cao cấp nhất bán bộ thánh tôn cảnh cường giả đối kháng. Vô tận, người chú ý biển dung nham chung quanh hỏa diễm động tĩnh, ta tu luyện một hồi, chờ chút ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Phàm cho vô tận chi hỏa phía dưới một đạo mệnh lệnh. Không đợi vô tận chi hỏa đáp ứng, hắn liền đã bắt đầu toàn tâm toàn ý rèn luyện chân linh. Ở ngoài thân thể hắn, chán phóng từng đạo ánh sáng màu trắng, đem bốn phía hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Mà Tiêu Phàm thân thể, nhưng lại như là cùng một vầng mặt trời vàng óng, chiếu lấp lánh, đoạt người nhãn cầu. Xa xa nhìn tới, Tiêu Phàm dường như đắm chìm trong ngọn lửa, có thể thấy rõ ràng Tiêu Phàm linh hồn chi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khô quát. Có thể trên thân tán phát khí tức, lại là càng thêm tinh thuần, cường hoành. Đồng thời, Tiêu Phàm chìm xuống tốc độ cũng chậm rất nhiều, thậm chí lờ mờ có thể chống cự loại kia lực lượng quỷ dị. Mà lúc này, biển dung nham khác một chỗ ngóc ngách. Vẫn tinh quỷ vương trên mặt lộ ra dữ tợn thống khổ, hắn cắn chặt răng chết kiên trì. Không thể rơi xuống, không thể. Vẫn tinh quỷ vương thỉnh thoảng thấp giọng hô lên tiếng, hắn ra sức giãy giụa lấy. Nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến, thật giống như bị một cỗ đại lực hút vào đồng dạng, không ngừng rơi xuống dưới. Hắn hồn thể vốn là hỏa diễm tinh hoa, có thể đối mặt biển dung nham bên trong hỏa diễm lực lượng, hoàn toàn không có dẫy dụa lực lượng. Cứ tiếp như thế, hắn cũng chỉ có bị nuốt hết khả năng. Đáng tiếc, tất cả về hắn dẫy dụa chỉ là phí công, mấy canh giờ về sau, vẫn tinh quỷ vương bỗng xuyên qua biển dung nham. Đi tới một chỗ rộng lớn lòng đất không gian. Lòng đất không gian bên trong, ánh sáng màu trắng thịnh phóng, tràn ngập mỗi một cái góc. Tại không gian ngay trung tâm, có một đóa to lớn bạch liên hoa, an tĩnh nở rộ lấy, cực kỳ lóa mắt, sáng chói. Nhìn kỹ, cái kia bạch liên vậy mà không phải chân chính tồn tại, mà là từ một bao quanh ngọn lửa màu trắng cấu thành. Hơn nữa, ngọn lửa màu trắng này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Ngược lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, để cho người ta trốn tránh. Tinh vẫn, người rốt cuộc đã đến. Làm vẫn tinh quỷ vương xuất hiện ở không gian một sát na kia, bạch liên phía trên, đột nhiên ngưng tụ một đạo thân ảnh màu trắng. Hắn tựa như một cái tang thương lão giả, thần sắc không hề bận tâm. Nếu như Tiêu Phàm nghe được cái này xưng hô, nhất định sẽ có chút ngoài ý muốn, vẫn tinh quỷ vương không phải gọi vẫn tinh sao. Làm sao cái kia bóng trắng gọi hắn tinh vẫn? Thiên Uyên quỷ chủ, vẫn tinh quỷ vương sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí phun ra mấy chữ. Thiên Uyên quỷ chủ, nếu như ngoại nhân nghe được bốn chữ này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi.
Thiên Uyên quỷ chủ không phải đang quỷ khốc Thiên Uyên sao, chạy thế nào tới nơi này? Hơn nữa, Thiên Uyên quỷ chủ cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà ngoài ý muốn, chỉ là vô cùng phẫn nộ mà thôi, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bản quỷ chủ, còn không quỳ xuống. Thiên Uyên quỷ chủ âm hiểm cười nói, thân ảnh của hắn bỗng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng, hướng về Vẫn Tinh quỷ vương bay tới. Cút ngay, Vẫn Tinh quỷ vương kêu sợ hãi, không ngừng hướng phía sau thối lui. Ngươi chân linh đã phá, sớm muộn sẽ tiêu vong, sao không thành toàn bản quỷ chủ, đợi bản quỷ chủ báo thù, chắc chắn vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Thiên Uyên quỷ chủ trầm giọng nói. Bổn vương mới đúng Tinh Vẫn Thánh Liên, bổn vương mới đúng. Vẫn Tinh quỷ vương cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét, hắn đã thối lui đến qua không gian giáp danh, lại không đường có thể lui. Hắn thông hai mắt đỏ, lạnh lùng hướng về đối diện bóng trắng. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ sáng tỏ thông suốt, nguyên lai Vẫn Tinh quỷ vương nói diệt sát Thiên Uyên quỷ chủ, cũng không phải là khoác lác. Nếu như có được đại cửu lưu quang cháo, hơn nữa triệt để nắm vững đại cửu lưu quang cháo uy năng, hắn có lẽ thật có thể giết chết trước mắt cái này Thiên Uyên quỷ chủ. Đáng tiếc, Vẫn Tinh quỷ vương lấy được đại cửu lưu quang cháo không có bao lâu thời gian, Hoang Nguyên cực cũng cố ý che giấu đại cửu lưu quang cháo một ít chức năng, Vẫn Tinh quỷ vương vẫn như cũ không có đầy đủ nắm chắc giết chết Thiên Uyên quỷ chủ, cho nên một mực chưa từng động thủ. Mà bây giờ, đại cửu lưu quang cháo lại là rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Thậm chí ngay cả chính hắn đều kém chút tử vong, cuối cùng không thể không ôm cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận ý nghĩ thi triển ra đòn sát thủ. Hiện tại ngươi không phải, Tinh Vẫn Thánh Liên là bản quỷ chủ, ngươi chỉ là một cái chán nản vong linh mà thôi. Thiên Uyên quỷ chủ lạnh rên một tiếng, vẫn như cũ không ngừng hướng Tinh Vẫn quỷ vương dựa sát vào. Bất quá, hắn rõ ràng còn không thể hoàn toàn thao túng phía dưới Phương Bạch Liên, di động 10 điểm chậm chạp. Nếu như không có ta, ngươi đã sớm chết, nhưng ta không nghĩ tới ngươi Thiên Uyên lấy oán trả ơn, vậy mà tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt đi bản thể của ta. Vẫn Tinh quỷ vương lên cơn giận dữ. Chẳng biết tại sao, ở nhìn thấy Thiên Uyên quỷ chủ cùng mình bản thể Tinh Vẫn Thánh Liên về sau, Vẫn Tinh quỷ vương đối Tiêu Phàm cừu hận ngược lại nhạt rất nhiều. Hắn khóe mắt hướng về Thiên Uyên quỷ chủ, hận không thể lập tức đoạt lại bản thân bản thể. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, không phải sao? Thiên Uyên quỷ chủ âm hiểm cười nói, một chút đều không có áy náy ý tứ. Đúng vậy a, được làm vua thua làm giặc, vậy ngươi linh hồn thân thể bị người chiếm lấy, cũng là đáng đời. Đã như vậy, ngươi còn đi báo thù làm cái gì? Vẫn Tinh quỷ vương giễu cợt nói. Trong mắt của hắn sự sợ hãi ấy chậm rãi biến mất, ngược lại dâng lên một loại đấu trí. Thiên Uyên quỷ chủ bản thân linh hồn thân thể bị chiếm lấy, hắn liền nghĩ báo thù, mà Vẫn Tinh quỷ vương bản thể bị chiếm lấy, hắn liền nghĩ Vẫn Tinh quỷ vương không ràng buộc kính dâng, ý nghĩ như vậy quá buồn cười. Cái này căn bản là cường đạo tư tưởng, bất quá, ở nơi này nhược nhục cường thực cửu u địa ngục, loại tư tưởng này khắp nơi đều tồn tại, ở các cường giả xem ra, đây là đương nhiên. Thiên Uyên quỷ vương phảng phất bị Vẫn Tinh quỷ vương chọc giận, hắn trầm mặc chốc lát. Bỗng trên người tản ra hết sức lạnh lẽo khí tức, lạnh giọng nói, bản quỷ chủ đã hảo tâm theo như ngươi nói, tất nhiên ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Thiên Uyên quỷ chủ bỗng thân hình tăng vọt, dưới chân hắn Tinh Vẫn Thánh Liên cũng bắt đầu đi theo hắn di chuyển nhanh chóng, không ngừng tới gần Vẫn Tinh quỷ vương. Vẫn Tinh quỷ vương cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, trên người chán phóng khí tức mạnh mẽ, làm xong phản công chuẩn bị. Cũng đúng lúc này, tựa như một trang giấy bị phá vỡ thanh âm vang lên, một bóng người đột nhiên từ không gian phía trên rơi xuống mà xuống, vừa lúc rơi vào Vẫn Tinh quỷ vương cùng Thiên Uyên quỷ chủ trung gian. Thiên Uyên quỷ chủ ngừng thân hình, cùng đạo thân ảnh kia bốn mắt nhìn nhau, tràng diện trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Đột nhiên ngã xuống bóng người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn nguyên bản chính đang mượn nhờ đạo hỏa hồng lô rèn luyện tự thân lực lượng linh hồn. Có thể thân thể của hắn đột nhiên xuyên phá một tầng không gian, bỗng nhiên bắt hắn cho giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại thời khắc, Tiêu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy một đóa to lớn bạch sắc liên hoa, cùng một bóng người, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngươi là ai? Nhất trước tỉnh hồn lại là Thiên Uyên quỷ chủ, người này đột nhiên đến, nhưng hắn không thể không đề phòng đối đãi.
có thể sống lại tới đây, giải thích linh hồn chi lực có thể chống đối Tinh Vẫn Thánh Liên công kích linh hồn lực lượng, Thiên Uyên Quỷ Chủ tự nhiên không dám khinh thường Tiêu Phàm. Tinh Vẫn Thánh Liên, Tiêu Phàm tựa như căn bản không có nghe được Thiên Uyên Quỷ Chủ lời nói, ngược lại chấn động không gì sánh nổi nhìn phía dưới đóa kia to lớn bạch sắc liên hoa. Trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên mấy canh giờ nhìn đằng trước đến đóa kia bạch sắc liên hoa, cùng trước mắt hoa sen quả thực giống như đúc. Vẫn Tinh Quỷ Vương chuẩn bị ở sau, lại chính là trước mắt bạch sắc liên hoa. Nói xong, Tiêu Phàm không khỏi hướng phía sau thối lui. Chỉ là, hắn vừa mới lui ra phía sau mấy bước, lại cảm thấy hậu phương truyền đến một cỗ sát ý lạnh như băng, thân hình hắn lóe lên, vội vàng hướng bên cạnh lao đi. Vẫn Tinh Quỷ Vương, Tiêu Phàm thấy rõ hậu phương đạo thân ảnh kia thời khắc, không khỏi nhíu mày. Chỉ một thoáng, ba người hiện lên tam giác chi thế xa xa tương vọng, trong mắt lẫn nhau có vẻ đề phòng. Người vậy mà không chết, Vẫn Tinh Quỷ Vương con người băng lãnh, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Người chết ta đều không chết, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Ánh mắt của hắn lại đảo qua Thiên Uyên Quỷ Chủ, nhìn thấy hai người tư thế. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Vẫn Tinh Quỷ Vương mượn hắn tay tới giết ta, có vẻ như cái này Tinh Vẫn Thánh Liên cũng không thụ hắn khống chế, khó trách hắn nói phải cùng ta đồng quy vô tận. Chủ nhân, thật là tinh thuần hỏa diễm lực lượng, để cho ta nuốt nó. Tiêu Phàm thể nội truyền đến vô tận chi hỏa âm thanh kích động. Câm miệng cho ta, Tiêu Phàm trong lòng quát lạnh. Nuốt nó, đây chính là Tinh Vẫn Thánh Liên A, trong truyền thuyết tôn cấp hỏa diễm. Coi như nó bây giờ không có ở đây đỉnh phong, thế nhưng không phải ngươi cái này phổ thông thánh hỏa có thể cắn nuốt. Tiêu Phàm giờ phút này cũng rốt cục ý thức được cái gì mới là chân chính nguy hiểm, muốn sống sót, liền phải nghĩ biện pháp ứng phó Vẫn Tinh Quỷ Vương cùng Tinh Vẫn Thánh Liên tiểu tử, chúng ta liên thủ làm sao? Vẫn Tinh Quỷ Vương đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm mở miệng. Liên thủ, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, dù cho hắn hiện tại linh hồn cường độ cùng lúc trước so sánh. Còn tinh khiết hơn gấp 2-3 lần, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc chiến thắng Vẫn Tinh Quỷ Vương. Nhưng mà Vẫn Tinh Quỷ Vương lại vô cùng kiêng kỵ đối diện Tinh Vẫn Thánh Liên, chẳng phải là nói, Tinh Vẫn Thánh Liên so tưởng tượng còn cường đại hơn. Tiểu tử, đây là ta cùng hắn sự tình, người muốn nhúng tay. Thiên Uyên Quỷ Chủ âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Hắn nghe được lời nói của Vẫn Tinh Quỷ Vương lại là một cái khác ý tứ. Vẫn Tinh Quỷ Vương tìm Tiêu Phàm liên thủ, điều này nói rõ Tiêu Phàm thực lực cũng không yếu với Vẫn Tinh Quỷ Vương A. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi, thế nhưng không nghĩ nhiều những phiền toái này. Tiểu tử, Vẫn Tinh Quỷ Vương lộ ra lo lắng. Ta gọi Tiêu Phàm, không phải tiểu tử. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Ta không quản ngươi kêu cái gì. Vẫn Tinh Quỷ Vương trầm giọng nói, trước mắt người người này căn bản không phải chân chính Tinh Vẫn Thánh Liên. Hắn là Thiên Uyên Quỷ Chủ. Thiên Uyên Quỷ Chủ, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó lại lắc đầu nói, Thiên Uyên Quỷ Chủ yếu như vậy. Phải biết, Thiên Uyên Quỷ Chủ thế nhưng là trong truyền thuyết thánh tôn cảnh cường giả A, nhưng trước mắt bóng trắng tán phát khí tức, tuyệt đối chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi. Coi như hắn rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua thánh tôn cảnh một đạo khảm này. Tiểu tử, người nói cái gì? Thiên Uyên Quỷ Chủ giận tím mặt. Thiên Uyên Quỷ Chủ yếu như vậy. Hắn Thiên Uyên, lúc nào cùng yếu chữ quải câu. Ngươi thực sự là Thiên Uyên Quỷ Chủ. Nghe được Thiên Uyên Quỷ Chủ lời nói, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Vừa rồi hắn nói như vậy, chỉ là nghiệm chứng một chút người này có phải là thật hay không Thiên Uyên Quỷ Chủ mà thôi, không nghĩ tới Thiên Uyên Quỷ Chủ đã vậy còn quá thống khoái liền thừa nhận. Thiên Uyên Quỷ Chủ cũng trong nháy mắt hiểu được. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền lộ ra ngạo khí bộ dáng, nói, nếu biết bản quỷ chủ, còn không quỳ xuống. Vẫn Tinh, xem ra chúng ta xác thực phải hợp tác rồi. Tiêu Phàm lại là nhìn về phía Vẫn Tinh Quỷ Vương, dừng một chút, lại nói, bất quá, ta nghĩ biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vẫn Tinh Quỷ Vương mí mắt hơi nhíu, hít sâu một cái nói, ngươi cũng biết, ở Cửu U địa ngục, người là không có thân thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, đây căn bản cũng không phải là bí mật gì, mà là thông thường, ai cũng biết. Thế nhưng là, cái này cùng không có nhục thân lại khác nhau ở chỗ nào đây? Tu sĩ không có nhục thân, nhưng cũng không đại biểu không thể bị đoạt xá. Vẫn Tinh Quỷ Vương lại giải thích nói,
ở cửu u địa ngục, chúng ta lấy linh hồn thân thể làm nhục thân, làm đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, ở linh hồn thân thể bên ngoài, lại sẽ sinh ra một cái chân linh. Chân linh sao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, hắn hiện tại mặc dù là linh hồn chi thể, nhưng ở linh hồn chi thể bên trong, còn có một cái khác biệt với linh hồn đồ vật. Vừa mới hắn sử dụng đạo hỏa hồng lô rèn luyện linh hồn thời khắc, không chỉ có rèn luyện linh hồn chi thể, hơn nữa cái kia chân linh cũng đã nhận được rèn luyện. Không sai, có một loại thuyết pháp gọi là chân linh bất tử, thần hồn bất diệt. Vẫn Tinh Quỷ Vương lại nói, thật sự linh cường đại đến tầng thứ nhất định, tỉ như, thánh tôn cảnh thời điểm, liền có thể rời đi thân thể tồn tại. Nói chung, ở thái cổ thần giới, muốn giết chết một cái tu sĩ, chỉ cần hủy đi hắn linh hồn, ma diệt hắn nhục thân, hoặc là trực tiếp hủy đi hắn mệnh thạch là được. Nhưng ở cửu u địa ngục, muốn giết chết một cái thánh tôn cảnh, liền phải liên hợp hắn chân linh cùng một chỗ hủy đi, bằng không là không giết chết. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, ý của ngươi là, thái cổ thần giới người, không nhất định có thể cô đọng chân linh. Không sai, chân linh chỉ có thể là linh hồn chi thể trạng thái dưới mới có thể ngưng tụ ra, chỉ ít, ta người nhìn thấy là như vậy. Vẫn Tinh Quỷ Vương nghiêm túc gật đầu. Tiêu Phàm lại là sáng tỏ thông suốt, khó trách Bắc lão muốn để hắn tiến vào cửu u địa ngục rèn luyện, nguyên lai chính là vì rèn luyện hắn chân linh a. Bắc lão an bài, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể cảm ứng được chân linh tồn tại, nhưng đợi một thời gian, hắn nếu đột phá thánh tôn cảnh, chân linh là có thể ly thể tồn tại. Kể từ đó, có thể thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Ngươi là nói, trước mắt Thiên Uyên quỷ chủ, chỉ là hắn chân linh. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem đối diện Thiên Uyên quỷ chủ. Không sai, Vẫn Tinh Quỷ Vương gật gật đầu, cuối cùng đem Thiên Uyên quỷ chủ đoạt xá linh hồn hắn thân thể sự tình nói đơn giản một lần. Tiêu Phàm trong lòng không rõ kinh ngạc, cái này Thiên Uyên quỷ chủ quả nhiên không hổ là thánh tôn cảnh thực lực, thậm chí ngay cả Tinh Vẫn Thánh Liên đều có thể đoạt xá. Một dạng linh hồn chi thể có thể hay không tới gần Tinh Vẫn Thánh Liên vẫn là một chuyện khác đây, có thể Thiên Uyên quỷ chủ lại là có thể đuổi đi Tinh Vẫn Thánh Liên chân linh. Tất nhiên đây là Thiên Uyên quỷ chủ, vậy để cho thập hung quỷ sát đuổi giết chúng ta cái kia Thiên Uyên quỷ chủ là ai? Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thiên Uyên quỷ chủ không phải đang nơi này sao, một cái khác Thiên Uyên quỷ chủ tất nhiên là giả. Hơn nữa, khả năng đủ để Thiên Uyên quỷ chủ như thế nghèo túng. Nghĩ đến thực lực tất nhiên bất phàm a. Vấn đề này, mới là để Tiêu Phàm lo lắng nhất, tất nhiên đối phương có thể đuổi đi Thiên Uyên quỷ chủ, vậy nói rõ đối phương thực lực còn ở trên Thiên Uyên quỷ chủ a. Đuổi đi Thiên Uyên quỷ chủ chân linh, là một cái khác linh hồn. Vẫn Tinh Quỷ Vương trầm giọng nói, tức giận trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác, chủ yếu nhất là, cái kia linh hồn thực lực, liền thần cảnh cũng không đạt tới, ngươi tin không? Thần cảnh đều không phải là, Tiêu Phàm không khỏi lên tiếng kinh hô, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Thiên Uyên quỷ chủ. Không phải thần cảnh, như vậy nói cách khác, tối đa chỉ là chiến thánh cảnh. Đường đường cửu u địa ngục bá chủ, thánh tôn cảnh cường giả, lại bị một cái thần cảnh đều không phải là người đoạt xá, đây nếu là nói ra, người khác đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, Thiên Uyên quỷ chủ đoán chừng cũng sẽ trở thành chuyện cười lớn. Đúng vậy a, liền thần cảnh đều không phải là. Vẫn Tinh Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, không tự chủ được cười ra tiếng. Câm miệng cho ta, Thiên Uyên quỷ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể đem Vẫn Tinh Quỷ Vương ăn sống nuốt tươi, đây là hắn cả đời sỉ nhục, Vẫn Tinh Quỷ Vương đây là đang vết thương của hắn bên trên sát muối, cái này khiến hắn làm sao không giận. Bổn vương nói thì đã có sao, đó đã là vài ngàn năm trước sự tình, ngay lúc đó ngươi. Vẫn Tinh Quỷ Vương không ngừng trào phúng. Thiên Uyên quỷ chủ tức giận không thôi, đáng tiếc, hắn bởi vì Tinh Vẫn Thánh Liên hạn chế, căn bản là không có cách tự do hành động. Bằng không mà nói, cái này số thời gian ngàn năm, hắn đã sớm rời đi địa phương khỉ ho cỏ gáy này. Nhưng cho dù Thiên Uyên quỷ chủ không thể tự do di động, có thể cái này số thời gian ngàn năm, hắn đã cơ hồ triệt để luyện hóa Tinh Vẫn Thánh Liên, chỉ ít điều khiển Tinh Vẫn Thánh Liên uy lực. Vẫn là đầy đủ. Theo Thiên Uyên quỷ chủ phẫn nộ, cuồn cuộn bạch sắc hỏa diễm giống như nước thủy triều hướng về Tiêu Phàm cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương dũng mãnh lao tới, che khuất bầu trời, cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian.
Tiêu Phàm cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương hai người không ngừng lùi lại, đã thối lui đến qua không gian giáp danh, đến lui không thể lui cấp độ. Vẫn Tinh Quỷ Vương trên người thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, hình thành một đạo hỏa diễm kết giới đem cái kia cuồn cuộn hỏa diễm chống đối bên ngoài, nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị cực lớn trùng kích. Cũng may Tinh Vẫn Thánh Liên hỏa diễm cùng hắn đồng nguyên, trong thời gian ngắn sẽ không lấy mạng của hắn. Nhưng nếu là không cách nào chạy khỏi nơi này, cứ tiếp như thế, bản thân một ngày nào đó sẽ chết ở Thiên Uyên Quỷ Chủ trên tay, đến lúc đó Thiên Uyên Quỷ Chủ luyện hóa hắn chân linh, liền có thể hóa thân thành chân chính Tinh Vẫn Thánh Liên. À lúc này, Tiêu Phàm vị trí truyền đến một tiếng hét thảm, trong nháy mắt hấp dẫn Vẫn Tinh Quỷ Vương bọn hắn lực chú ý. Thiên Uyên Quỷ Chủ cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương đồng thời quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt, trên mặt lộ ra thống khổ. Ha ha, Sao Băng, đây chính là ngươi tìm đến ứng phó bản quỷ chủ người. Thiên Uyên Quỷ Chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả, một cái liền bản thân khống chế hỏa diễm đều ngăn cản không nổi người, cũng có tư cách tới đối phó bản thân. Vẫn Tinh Quỷ Vương sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm không phải Thiên Uyên Quỷ Chủ đối thủ, bất quá, nếu như dựa vào đại cửu lưu quang cháo, vậy coi như không nhất định. Chỉ là Vẫn Tinh Quỷ Vương như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, Tiêu Phàm vậy mà không có đem đại cửu lưu quang cháo mang xuống. Tiêu Phàm, đại cửu lưu quang cháo đây. Vẫn Tinh Quỷ Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, tức giận hỏi. Không mang xuống tới, Tiêu Phàm như thật nói ra, thân thể của hắn đã bắt đầu hòa tan, đoán chừng không bao lâu, cũng sẽ bị hỏa diễm triệt để thôn phệ. Phế vật, Vẫn Tinh Quỷ Vương gầm thét một tiếng, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tìm Tiêu Phàm hợp tác, liền là muốn mượn đại cửu lưu quang cháo uy lực ứng phó Thiên Uyên Quỷ Chủ. Bây giờ Tiêu Phàm căn bản không có đại cửu lưu quang cháo, tự nhiên cũng không có giá trị lợi dụng, đối với hắn mà nói chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại trở thành một loại liên lụy. Dạng này Tiêu Phàm, Vẫn Tinh Quỷ Vương lại làm sao có thể nhiều liếc hắn một cái đây? Vẫn Tinh, người vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tiêu Phàm vẻ mặt tức giận nhìn xem Vẫn Tinh Quỷ Vương, đã nói xong hợp tác đây, làm sao lập tức đổi sắc mặt. Nhưng mà, Vẫn Tinh Quỷ Vương lại là không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, hắn vốn là muốn cho Tiêu Phàm chết, bây giờ cái này hỏa diễm có thể thiêu chết Tiêu Phàm, đó là không thể tốt hơn nữa. Chủ nhân, không cần trang, lại trang liền quá mức. Tiêu Phàm thể nội truyền đến vô tận chi hỏa thanh âm. Nếu để cho Vẫn Tinh Quỷ Vương nghe nói như thế, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản cũng không phải là không ngăn cản được cái kia Tinh Vẫn Thánh Liên hỏa diễm, mà là khi hắn vừa mới điều khiển đạo hỏa hồng lô bao phủ thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện, đạo hỏa hồng lô lại có thể luyện hóa ngọn lửa kia. Hơn nữa, ngọn lửa kia bị luyện hóa về sau, vậy mà hóa thành 10 điểm tinh thuần hỏa diễm năng lượng, cái này năng lượng có thể được vô tận chi hỏa hấp thu. Cho nên, Tiêu Phàm dứt khoát tương kế tự kế, luyện hóa cái này hỏa diễm cho vô tận chi hỏa tiến giai. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vẫn Tinh Quỷ Vương liền nhanh như vậy bại lộ bộ kia chán ghét sắc mặt, đối phương chỉ là thuần túy muốn lợi dụng hắn mà thôi. Nếu là bọn họ có thể thực tiêu diệt Thiên Uyên Quỷ Chủ, Vẫn Tinh Quỷ Vương cũng tuyệt đối sẽ cắn ngược lại Tiêu Phàm một ngụm, đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại Tiêu Phàm cũng không muốn tham dự chiến đấu giữa bọn họ, chỉ muốn ngựa ông đắc lợi. Ha ha, rốt cục chó cắn chó. Thiên Uyên Quỷ Chủ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Vẫn Tinh Quỷ Vương đồng minh nhanh như vậy vỡ tan, trong lòng tự nhiên là đại khoái không thôi. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng thôi động Tinh Vẫn Thánh Liên, thao túng Tinh Vẫn Thánh Hỏa công kích Tiêu Phàm. Hắn nghĩ muốn trước giết chết Tiêu Phàm, lại toàn tâm toàn ý tới đối phó Vẫn Tinh Quỷ Vương. Tiêu Phàm thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của hắn càng là chậm rãi hướng về không gian phía dưới rơi xuống. Dưới chân hắn, cũng là một mảnh biển dung nham, nơi đó bốc hơi lên vô tận bạch sắc hỏa diễm, nham tương càng là phát ra từng đợt rầm 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 thanh âm, bốc lên nóng rực nham tương bong bóng. Ngọn lửa màu trắng kia càng là nóng rực đến cực điểm, cùng Tinh Vẫn Thánh Liên bản thân thuộc tính hoàn toàn tương phản, một cái nóng rực, một cái âm lãnh. Năng lượng thật là tinh khiết, chủ nhân, ta rất nhanh liền có thể đạt tới thánh giai trung kỳ. Vô tận chi hỏa phát ra một trận cực kỳ thư sướng thỏa mãn kích động tiếng. Những năm gần đây, hắn đã rất ít thôn phệ tinh thuần như thế hỏa diễm năng lượng,
đến mức phẩm cấp của nó một mực dừng lại ở phổ thông thánh hỏa, thực lực cũng thì tương đương với bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Nếu như đột phá thánh hỏa trung kỳ, lấy thực lực của nó, ứng phó thánh đế cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng không nói chơi. Chỉ là đạt tới thánh hỏa cấp độ, mỗi đột phá một tầng, đều hết sức gian nan. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục ngăn cản không nổi, toàn bộ thân thể triệt để chui vào biển dung nham bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vẫn Tinh, hiện tại tới phiên ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm triệt để không một tiếng động, Thiên Uyên quỷ chủ lúc này mới nhìn về phía Vẫn Tinh quỷ vương. Dùng bản thể của ta tới đối phó ta, ngươi cảm thấy làm được hả? Vẫn Tinh quỷ vương lạnh lẽo nói. Được hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Năm đó nhường ngươi chạy mất, một lần này, bản quỷ chủ chắc là sẽ không tái phạm năm đó sai lầm. Thiên Uyên quỷ chủ cười âm hiểm một tiếng. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi mấy ngàn năm, lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.